ta đã sớm để linh thức bao phủ toàn bộ hội trường những người phạm một trong những lỗi trên xin mời lập tức rời đi đám người bị loại sửng sốt vô cùng cái gì cơ không phải vậy chứ chỉ như vậy là kết thúc sao ngoạ tào khảo hạch như này là cũng quá đột ngột rồi sao không phải là tỷ thí luyện đan thuật loại sàng lọc thế này đúng thế còn chưa bắt đầu đã kết thúc tinh trần đan hội thật không công bằng chút nào dạ bác bắt đầu cảm thấy thật thú vị một nữ nhi bước lên nói khí thế của trận khí mà bành sơn tiền bối vừa thả ra mới chỉ là tầm thánh nhân cảnh trung kỳ hậu kỳ uy thế như vậy nếu mọi người đã có chuẩn bị dự cảm đề phòng là đã có thể được tiếp nhận rồi bành sơn đáp không sai mời những người vừa bị chỉ ra lập tức rời khỏi hội trường à ta biết mà tinh trần đan hội nào có dễ gia nhập như thế này đúng thế ta còn nghe nói người có thể thông qua hai cuộc khảo nghiệm đầu tiên đã ít lại càng thêm ít mà cho dù là vậy thì tinh trần đan hội cũng sẽ không hạ tiêu chuẩn xuống dù sao những người có thể gia nhập tinh trần đan hội cũng đều là thiên tài tuyệt đỉnh bành sơn ra hiệu mời những người tiếp theo còn lại theo ta đến hội trường vòng 2. vòng khảo nghiệm tiếp theo sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa vâng tiền bối dạ bác nghĩ xem ra mắt nhìn người của tinh trần ngày càng sắc xảo tư chất tên đệ tử này quả là không tệ tính tình trầm ổn ánh mắt sắc bén là một viên ngọc quý bành sơn liếc mắt nhìn dạ bắc nghĩ tu vi của tiểu tử này vậy mà mới chỉ là thánh nhân cảnh tầng một là người có tu vi thấp nhất trong hội trường lại có thể thông qua vòng một một cách dễ dàng tiểu tử này chính xác là một nhân tài bỗng hai người mặt đối mặt nhìn nhau bành sơn dùng mình khoan đã so với sư tôn thì ánh mắt của tên tiểu tử này còn càng nhất định chỉ là ảo giác không đúng chút nào có lẽ vừa rồi ta nhìn nhầm thôi dù sao hắn mới chỉ là một thiếu niên thánh nhân cảnh sao có thể có ánh mắt đó được vòng khảo nghiệm đầu tiên là kiểm tra tâm cảnh chưa thể khẳng định được điều gì vòng thứ hai mới là vòng khảo nghiệm tư chất luyện đan chân chính của thí sinh sách thanh tâm đan bành sơn phát biểu khảo nghiệm vòng hai là luyện đan tinh trần hội sẽ cung cấp đan phương và dược liệu cho quý vị người nào có thể luyện ra được nhất phẩm thanh tâm đan hoàn chỉnh coi như thông qua đám thí sinh bàn tán hả à, chỉ đơn giản như vậy thôi sao thân là một tứ phẩm luyện đan sư cho dù chứ từng luyện qua thì ta cũng tin chắc mình có thể luyện ra được nhị phẩm thanh tâm đan một nữ nhi gần dạ bác nói chờ xem ta chỉ cần nửa canh giờ là đủ luyện chế ra một viên đan dược hoàn mỹ bành sơn nói các vị chú ý ta quên nói vòng khảo nghiệm này cấm chỉ sử dụng lò luyện đan đám thí sinh bất ngờ la lên cái gì không được dùng lò luyện đan nói đùa phải không nay cũng quá là hoang đường rồi không có lò luyện thì còn luyện đan thế nào được dạ bác nghĩ a tinh trần nhà người thật đúng là biết chọc người bành sơn lên tiếng các vị cảm thấy bất khả thi sao vậy để ta nói cho các vị biết năm đó khi sư tôn ta mới chỉ là nhị phẩm luyện đan sư đã từng dùng phương thức luyện đan mà không cần lò luyện để luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược sư tôn từng nói không có gì là không thể chỉ có không nghĩ ra chỉ có không làm được mà thôi trên đời này không có việc gì khó chỉ sợ không đủ quyết tâm dạ bác nghĩ mà no chém gió rõ ràng là lúc đầu nha đầu kia luyện lò nào là nổ lò đấy về sau vừa sốt ruột lại vừa tiếc của nên mới nghĩ ra cái trò luyện đan không lò kia làm sao mà giờ lại nhắc mình biến hóa trở thành châm ngôn nỗ lực rồi mấy thí sinh lo lắng dược liệu chỉ đủ luyện một lần một khi thất bại sẽ lập tức bị loại muốn luyện đan không lò chắc chắn phải thử nghiệm rất nhiều mới có thể thành công, nhưng hiện giờ chỉ có một cơ hội, mẹ nó thử thách này đúng là chuyện không thể nào. Dạ Bắc không lãng phí thêm thời gian liền TUNH thủ thuật luyện đan đỉnh cao thượng thừa giữa đám đông thí sinh, mấy tên kinh ngạc, tên tiểu tử kia làm cái quái gì thế? Thanh Tâm Đan, dược liệu chính đã mười mấy loại, chưa kể phụ trợ thêm 78 loại nữa, chẳng lẽ hắn muốn nháo nhào tất cả chỉ trong một lần, thử vận may. Thời gian chiết xuất, thứ tự dung hợp, luyện hóa, tất cả những bước này không được phép sai lầm dù chỉ một ly, chỉ cần sai một điểm là lập tức thất bại. Bành Sơ đến giờ mới kinh ngạc luyện đan sư đây mới đúng là khí chất nên có của một luyện đan sư chỉ là một tiểu tử thánh nhân cảnh tầng một vậy mà lại có được khí chất này quỷ dị thật sự quá quỷ dị nhưng coi như hắn là thiên tài đi chăng nữa thì cũng không thể nào luyện chế thành công được chiết xuất ngừng kết hỏa dược bốc lên kỳ lạ thí sinh xung quanh kinh hãi đây là thứ lửa gì hiệu suất này thật quá sức tưởng tượng có phải hắn gian lận không vậy cho dù là lò luyện đỉnh cấp để hòa tan băng huyền hoa rồi loại bỏ đi tạp chất ít nhất cũng cần phải tốn hai nhịp thở cơ mà dạ bắc quay tay vài vòng rệt dệt tinh luyện đan thần bắt đầu Bành Sơn dùng mình, đây chẳng lẽ chẳng lẽ, thiên phú luyện đan của tiểu tử này còn gấp mấy trăm lần so với sư tôn. Dạ Bắc búng tay, lệnh cho đám dược liệu dung hợp, Bành Sơn nghĩ, cái này tiểu tử này không chỉ có thiên phú luyện đan nghịch thiên, mà còn có thiên phú trận pháp, song đạo tề tu, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, mấy người kia lố nhố bàn tán, hiện đã đi được gần hết quá trình, chỉ còn một bước cuối cùng, cũng chính là bước quan trọng nhất, ngưng đan, nếu thành công, đồng nghĩa hắn sẽ hoàn thành luyện thanh tâm đan mà không cần lò luyện. Dạ Bắc nhất tâm quán chú và đan thần thì dần hình thành trên đầu, bấm thời khắc hoàng đã điểm bành sơn lắc đầu đáng tiếc nếu có thể khống chế ngọn lửa tốt hơn một chút thì chắc chắn hắn sẽ vượt qua được vòng này nhưng bất ngờ diễn biến không ngừng ở đó nhìn kìa còn chưa kết thúc hắn vẫn tiếp tục luyện đan đan dược thành vẫn không tự aha, quả nhiên là vẫn thất bại còn phải nói sao muốn luyện thanh tâm đan thành phẩm cần ít nhất 3 giờ hắn mới luyện được mấy phút chứ với tu vi này của hắn thì không thất bại mới là chuyện lạ đấy dạ bác nghe vậy mà cười phá viên bội đan trên tay nứt cái rắc là thần đan lấp lánh chói lòa mọi người thốt lên trời ơi là đan vụ hắn không chỉ luyện thành đan mà lại còn xuất hiện cả đan vụ ngoạ tòa đây còn là con người sao dạ bác nghĩ cũng không tệ lắm không ngờ phần thưởng tăng tốc độ tu luyện lên gấp 20 lần lại còn có tác dụng với cả luyện đan mặc dù không được 20 lần như quảng cáo nhưng chí ít cũng phải gấp 10 lần dạ bác lên tiếng giám khảo không biết viên đan dược này của ta có hợp lệ hay không bành sự thừa. công tử chúng ta có thể đến nơi khác nói chuyện được không dạ bác đáp tốt ta cũng đang có ý này không biết tục danh của công tử gọi là gì sư thừa là ai nha ta gọi dạ bắc còn sư thừa thì không có. Bành Sơn nghĩ, không có sư thừa mà lại có thể phát huy luyện đan đến trình độ kia, xem ra ta vẫn đánh giá thấp thiên phú luyện đan của người này, Bành Sơn nói. Dạ công tử, nếu ta tiến cử công tử với sư tô của ta, cũng chính là hội trưởng tinh trần đan hội dược tinh trần, công tử có nguyện ý bái ngài ấy làm vi sư, dạ bác không biết nói gì. Bành Sơn giải thích thêm, ta biết công tử sở hữu thiên phú luyện đan dị bẩm, nhưng có lẽ công tử không biết, con đường luyện đan càng về sau càng khó khăn, ngay như sư tôn của ta. 130 năm về trước đã đột phá cử phẩm luyện đan sư, cảnh giới hiện tại là bán đế đỉnh phong ngài chỉ còn cách danh hiệu luyện đan thiên sư trong truyền thuyết kia vẻn chỉ có một bước nhưng một bước này sư tôn đã thử nhiều lần lại chưa bao giờ có thể vượt qua dạ bác nghĩ hóa ra dẫn ta tới đây không phải để lôi kéo gia nhập đan hội mà là dụ dỗ ta bái sư đã thế còn là bái dược nha đầu kia dạ bác đáp chuyện này ta không có ý kiến có điều ta dám khẳng định sư tôn nhà ngươi mà gặp ta nàng nhất định sẽ không thu nhận bành sơn nói không thế nào nếu sư tôn gặp công tử thì ngài ấy nhất định sẽ rất vui vẻ cũng đúng thôi nếu hiện giờ dược nha đầu kia mà thấy ta nhất định sẽ mừng phát khóc sư tôn đồ nhi rất nhớ người ngoan đừng khóc đừng khóc dạ bác tưởng tượng bành sơn nói tiếp ta vừa tính thời gian có lẽ lần bế quan này của sư tôn cũng sắp kết thúc rồi sư tôn từng nói sau khi bế quan xong sẽ đi trung châu một chuyến dạ bác hỏi sư tôn nhà ngươi trước kia đã từng tới nơi này bành sơn đáp đúng vậy sau khi tin tức thọ nguyên của giả mạc yêu tôn được truyền ra một trong tứ đế của yêu tộc tôn đại thánh đã lập tức đến tìm sư tôn của ta nhưng lúc đấy sư tôn cũng không có biện pháp nào với thoi nguyên của giả mạc yêu tôn sau đó trung châu đại lục mới mở rộng tìm kiếm tục mệnh đan hoặc những luyện đan sư khác dạ bác nghĩ thọ nguyên sắp cạn tình cảnh của vị già mạc yêu tôn này không phải rất giống ta năm đó sao loài thất phẩm đan dược tăng thọ bình thường chắc chắn là không có hiệu quả với già mạc yêu tôn nhưng nếu là đan dược không tầm thường thì sao dạ bác đáp được rồi vậy ta ở lại nơi này chờ sư tôn nhà ngươi vậy tốt quá rồi bành sơn nói dạ huynh nếu trong lúc luyện đan mà thiếu những dược liệu bình thường thì cứ trực tiếp lấy ở đan hội còn những dược liệu quý thì tinh trần hội có thể bán với giá cả của nội bộ cho huynh ưu đãi này tuyệt đối lời hơn rất nhiều so với bên ngoài dạ bác nghĩ khá lắm nói tới nói lui cuối cùng vẫn cứ là trèo kéo bán dược liệu nếu không phải là hắn là đệ tử của dược nha đầu thì e là ta tưởng mình bước vào công hội lừa đảo nào rồi thọ nguyên quả tam nguyên thiên thanh hoa xích tinh linh chi âm ngưng thảo kim linh tử lam tinh thần diệp dạ bác suy tính chọn ngày không bằng gặp ngày hôm nay tiện có tinh trần hội cung cấp dược liệu ta dứt khoát luyện luôn cửu tiêu thọ nguyên đan cho xong bành sơn nghĩ những dược liệu này không có loại nào không phải là dược liệu hiếm mỗi một thứ đều là thiên tài địa bảo giá trị liên thành chẳng lẽ tiểu tử này thấy phải cần chúng để luyện đan sao bành sơn hỏi dạ huynh ta có chút tò mò hiện tại huynh là luyện đan sư cấp mấy à chắc là thất phẩm đi dạ bác nghĩ hiện giờ tốc độ luyện đan của ta là gấp 10 lần lại còn có hắc hỏa từ trí tôn ma cốt nói là thất phẩm có lẽ là hơi bị khiêm tốn rồi thì phải nếu không còn việc gì khác vậy thì phiền người mau chóng giúp ta chuẩn bị dược liệu cho đầy đủ được ta sẽ đi thu xếp ngay 15 phút sau bành sơn gọi dạ huynh dược liệu đã chuẩn bị xong trong gian phòng kia có lò luyện đan phẩm chất thượng giai luyện chế đan dược bát phẩm trở xuống là không thành vấn đề đây là hòm đan dược vậy nếu không còn gì nữa thì ta ra ngoài đợi dạ bác bỗng cất tiếng không sao ngươi có thể ở lại quan sát bành sơn ngạc nhiên vô cùng thật sao vậy ta liền cung kính không bằng tuân lệnh dạ bác dùng lò luyện đan hội thượng cấp đây là cái này không phải hắn muốn dùng phương thức này để luyện chế cử tiên thọ nguyên đan đấy chứ dạ bác chọn dược liệu nhập lò tinh luyện bành sơn kinh ngạc quan sát từng tí một cái này những hư ảnh mà lò luyện này tạo ra vậy mà không hề chênh lệch chút nào so với những lò cao cấp hơn đã thế không chỉ trình tự vô cùng hoàn mỹ, mà ngay cả hiệu suất cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Chưa hôm sau, Bành Sơn la lên họa tàu. các người nhìn kìa. hả? À, hai người ngạc nhiên, điều tối kỵ nhất đối với một luyện đan sư là bị quấy giày trong lúc luyện chế. Nếu không, hậu quả nhẹ thì luyện đan thất bại, nặng thì nổ lò luyện, đan đạo bị hao tổn. Bành Sơn ra ngoài hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Anh chợt bàng hoàng, đây là đan kiếp, đừng nói là thất phẩm, cho dù là đan dược cửu phẩm bình thường cũng không có khả năng tạo ra đan kiếp, trừ phi là cửu phẩm đỉnh cấp, hoặc nghịch thiên đan dược mới có thể gây ra được hiện tượng này. Khoan đã nói như vậy chẳng lẽ dạ huynh hắn, hắn thật dẫn đan kiếp tới, bất ngờ có người vọt tới trên mái nhà khiến Bành Sơn cảnh giác, Bành Sơn bái kiến thành chủ đại nhân đã lâu không gặp, là Chu Tước thành thành chủ, Chu Tước cường giả bán đế. Ồ, đan kiếp này, vậy mà không phải do Bành sư huynh dẫn đến, lẽ nào Tinh Trần đại nhân đã đến, đang tự mình luyện đan trong phòng sao? Bành Sơn đáp, không không, có lẽ phải vài ngày nữa sư tôn mới tới đây, thật ra người đang luyện đan bên trong là bằng hữu của tại hạ, thành đan luyện đỉnh cấp, ầm ầm, lôi điện phóng xuống dữ dội, hai anh em Chu Tước Bành Sơn giật bắn lên trên tay dạ bắc là thần đan ngàn năm mới thấy lôi điện đan kiếp giật dữ dội xé toang lòng trời bành sơn hiểu ra ngay thành công rồi với dạ huynh không với trình độ luyện đan này của dạ tiền bối hắn tuyệt đối không phải thất phẩm luyện đan sư mà là một cửu phẩm luyện đan sư chân chính một thứ gì đó là AP lánh bay ra đó là đan vu bay vào khâu trùng. dạ bắc gọi bành sơn đến thử dược hiệu một chút xem đa tạ dạ tiền bối chu tước ghen tị thử đan loại đan dược cực phẩm này còn cần phải thử sao trời ơi loại chuyện tốt như vậy tại sao lại không rơi chúng đầu ta chứ Bành Sơn cẩn thận đưa vào miệng viên thần đan, 10 phút sau, Bành Sơn luyện công, anh bắt đầu cảm thấy lạ lùng, một cô sức mạnh quá lớn bốc lên, Bành Sơn phùng phùng hỏa pháp, Chu Tước lên tiếng, "Chúc mừng Bành Sơn đã đột phát bán đế." Chu Tước kinh ngạc nói, "Chờ đã, hình như cảnh giới đan đạo của Bành huynh." Bành Sơn đáp, "Đa tạ lời chúc của Bành chủ, quả thật đan đạo của tại hạ có tăng lên, hẳn là giờ đã chính thức bước vào hàng ngũ bát phẩm luyện đan sư rồi." Chu Tước nghĩ bát phẩm ư? Thất phẩm và bát phẩm tuy là chỉ chênh nhau một cấp, nhưng biểu hiện thân phận lại hoàn toàn như trời với vực. Dạ Bắc từ trong hỏi ra, thế nào tuổi thọ tăng lên được bao nhiêu năm đám đông lố nhố cái quái gì tuổi thọ tăng lên bao nhiêu năm à không phải nên hỏi tu vi đột phá thế nào hay là đan đạo tăng thêm bao nhiêu sao đúng vậy cái này thì liên quan gì đến tuổi thọ chờ đã rốt cuộc vị tiền bối ở trong lầu đã luyện chế được đan gì bành sơn đáp dạ bẩm dạ tiền bối tổng cộng tại hạ tăng được 300 năm tuổi thọ chu tước tới hỏi bành huynh mau nói xem nếu để ra mạng đại nhân nhà chúng ta sử dụng loại đan dược này thì có hiệu quả không bành sơn đáp vấn đề này tại hạ nghĩ thành chủ cần tự hỏi thăm dạ tiền bối mới có thể biết được đáp án tốt dạ bác nói dược liệu không có vấn đề có điều tỷ lệ thành đan lại có chút thấp chín viên đan thì chỉ có bốn viên đạt đến phẩm chất siêu phẩm còn lại năm viên phẩm chất cực phẩm thường thường rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đây chu tước và bành sơn cùng bước xuống phòng dạ bắc chu tước kinh ngạc thánh nhân cảnh tầng một ư không phải không phải đang đùa ta đấy chứ nhưng nhìn ánh mắt của bành huynh đối với vị công tử này lại tràn ngập cung kính mà bành huynh hiện tại đã là bát phẩm luyện đan sư bán đế cường giả nhất định hắn có thể nhìn ra được tu vi của người này nói như vậy thì vị công tử thánh nhân cảnh tầng một này thật sự là một cửu phẩm luyện đan sư xem ra vấn đề xuất hiện ở giai đoạn cuối cùng lúc ngừng đan và tiếp nhận lôi kiếp đúng vậy giai đoạn đó làm còn chưa đủ hoàn hảo bành sơn lên tiếng dạ tiền bối vị này là chu tước thành thành chủ có chuyện muốn bái kiến ngài dạ bác gật đầu nói đi chuyện gì chu tước cần trọng thưa không biết dạ tiền bối có biết chuyện của già mạc yêu tôn tại hạ thất lễ đến hỏi dạ tiền bối đó là không biết đan dược mà ngài vừa luyện ra liệu có hiệu quả với già mạc đại nhân hay không Dạ bác đáp, có thì có như hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều. Tối đa cũng chỉ có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Chu tức kinh ngạc, cái gì cơ, trăm năm tuổi thọ. Ngài nói thật đấy chứ. Dạ bác đáp đương nhiên, chu tức hỏi thêm. Dạ tiền bối tại hạ xin mặt dày hỏi thêm, không biết hiện giờ dạ tiền bối có thời gian không, có thể cùng tại hạ đi một chuyến đến lãnh địa hạch tâm của yêu tộc. Dạ bác đáp, rất xin lỗi, ta từ chối, hai người họ bỗng câm nín không biết nói gì. Chu tức nói, dạ tiền bối, nếu ngài đồng ý cùng ta đến hạch tâm của lãnh địa yêu tộc, đồng thời chữa khôi bệnh cho giả mạc yêu tôn đại nhân đến lúc đó bất kể là ngài yêu cầu thứ gì chúng ta cũng sẽ đáp ứng ngài thấy vậy có được không dạ bắc làm ngơ uống trà như không nghe thấy gì chu tức tức giận nghĩ khốn khiếp từ xưa tới nay chưa kẻ nào dám thờ ơ trước mặt ta như thế này nếu ta đoán không nhầm hẳn là tuyệt phẩm đan dược mà hắn vừa luyện chế đang nằm trong chiếc nhẫn đã vậy thì ta có nên dùng vũ lực để cướp đoạt không đây mặc dù bành sơn mới đột phá bàn đế nhưng với thực lực của ta thì hoàn toàn có thể đánh bại hắn trong chớp mắt còn dạ tiền bối thì tu vi của hắn chỉ là thánh nhân cảnh tầng một dạ bắc bất chợt cất lời thế nào có vẻ như thấy mềm không đạt được nên muốn chơi cứng cướp đan trực tiếp chu tước giật bắn lên dạ bắc nói tiếp thế này đi ta cho ngươi hai lựa chọn một là ngươi có thể dùng đan lực cướp đan dược trên tay ta nếu thành công thì nó là của ngươi hai là ngươi đi gọi đại thánh tới đây sau đó để nàng tự hạ mình mời ta ra tay cứu người trước tới giờ toàn là ta chủ động đi tìm đệ tử lần này thử đổi gió chút để các nàng tự mò tới đi chu tước và bành sơn đờ ra sau phát ngôn của dạ bắc bành sơn nghĩ rốt cuộc đầu óc của dạ tiền bối có vấn đề hay không Chu Tức tuy thế nhưng là cường giả bán đế, người ta muốn đồ của ngươi, ngươi phải hạnh phúc mới đúng chứ. Chu Tức nghĩ, muốn một trong tứ đại yêu đế tự mình đến mời, lại còn là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ tiểu tính khí nóng nảy nhất, người đang nghĩ cái gì vậy? Chu Tức hạ giọng, dạ tiền bối sẽ không nuốt lời chứ. Dạ bác đáp, quân tử nhất ngôn. Chu Tức tức giận, Bành Sơn can ngăn, dạ tiền bối ngài không thể. Một tiếng nổ lớn rung chuyển thành phủ. Bành Sơn lo lắng, chết tiệt lần này to chuyện rồi, không được, dạ tiền bối ưu ái ta đến vậy, bất luận thế nào ta cũng phải ngăn Chu Tức lại bành sơn lập tức quay trở lại nhưng lôi điện bất ngờ phóng xuống dữ dội bành sơn hét lên dạ tiền bối chu tước ta sẽ không để yên cho người cái quái gì tiếng thét vừa rồi không phải là của dạ tiền bối mà là của chu tước dạ bắc đứng nói cũng không tệ tiếp tục đi chu tước bành sơn nghĩ chuyện này là sao không phải dạ tiền bối chỉ có tu vi thánh nhân cảnh tầng một thôi sao chu tước nói vừa rồi là ta quá chủ quan hắn tức giận đan dược này hôm nay ta quyết phải mang đi nói rồi bay đến tung trưởng vào người dạ bắc bỗng từ người dạ bắc nổi xung lôi chu tước bị lôi ngục giữ lại hắn nghĩ không được nếu chỉ ở hình thái con người thì ta thật không thể chống lại với nhiều lôi điện như vậy nhưng nếu chỉ vì đối phó với một thánh nhân cảnh mà phải biến trở về hình thái thật thì mặt mũi sẽ bị ném sạch mất hắn cất lời dạ tiền bối ta phục ta nhận thua dạ bác dì tai rằng à ta quên không nói lôi điện một khi được phóng ra sẽ không thu lại được á à, ngươi ẩm ẩm chu tước chín như con heo quay dạ bác nói sao nào muốn thử thêm lần nữa không chu tước nghĩ những tia lôi điện vừa rồi mặc dù nhìn có vẻ như rất hung mãnh nhưng thật ra đều không ngắm vào những chỗ nguy hiểm trên người ta. Có lẽ dạ tiền bối đã cố ý không dùng toàn lực, khốn kiếp, đường đường là một yêu tộc mà lại bị một thánh nhân cảnh đè ép, thật sự là quá mất mặt. Dạ bắc đứng chờ chu tước thì bất ngờ hắn hóa thân thành chu tước khổng lồ. Dạ tiền bối sĩ hãy nhớ lời người nói, giờ ta lập tức đi chuyển lời của ngài tới vị yêu đế kia. Dạ bắc nói, mơ nó cũng được đấy, tốc độ của con chu tước này không hề thua kém gì với phi thuyền cỡ nhỏ của ta. Nếu dùng hắn làm thú cưới hẳn là rất đẹp trai nhỉ? Thôi bỏ đi. Dù sao hắn cũng không thể quay về ngay được. Bành Sơn, trong lúc chờ đợi, làm phiền ngươi dẫn ta đi thăm thú tòa chu tước thành này một chút vâng giả dạ tiền bối bành sơn thưa giả dạ tiền bối à chu tước đại nhân sắp đến rồi mà ngãi vẫn còn có tâm trí thanh thản như vậy ư ngài thật là không lo nghĩ gì sao tại hạch tâm lãnh địa yêu tộc lúc này chu tức đã bay tới nơi và đáp xuống trở lại hình nhân hán thưa chu tức có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với đại thánh phiền các vị thông báo một tiếng thấy tôn đại thánh tới chu tước quỳ xuống chu tước bái kiến đại thánh đồ đệ xếp hạng năm cảnh giới đại đế một trong tứ đại yêu đế tôn ngộ tiểu cô hỏi nói tìm ta có chuyện gì Chu Tước Tâu, Bẩm Đại Thánh, tiểu nhân đã tìm được người có thể luyện chế đan dược giúp giả mạng đại nhân kéo dài thọ nguyên, một tay bó cổ Chu Tước, Ngộ Tiểu hỏi, ngươi có biết ngươi là người thứ bao nhiêu nói với ta những lời này không? Từ sau khi thông báo truyền khắp Trung Châu đại vực, ta đã nghe không dưới trăm lần tin tức như vậy, nhưng cứ lần lượt cho ta hy vọng lại dẫn ta đến thất vọng. Chu Tước lúng cuống trả lời, không không đại thánh, lần này là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, hơn nữa vị tiền bối đó hiện đang đợi ở Tinh Trần Đan hội, Ngộ Tiểu quắc mắt, Tinh Trần Đan hội ư? Đại thánh, vị tiền bối đó là một cửu phẩm đan dược sư, tiểu nhân đã tận mắt chứng kiến sau khi bành sơn ăn đan dược do tiền bối đó luyện chế không chỉ lập tức đột phá lên bán đế mà còn trở thành bát phẩm luyện đan sư ngoài ra tuổi thọ của hắn cũng tăng thêm 300 năm quan trọng hơn cả là chính miệng vị tiền bối đó cam đoan đan dược hắn luyện ra có thể giúp giả mạng đại nhân kéo dài thêm 100 năm tuổi thọ tôn ngộ tiểu tò mò cam đoan có thể kéo dài tuổi thọ của già lão đầu thêm 100 năm ư thú vị thú vị ngộ tiểu nói tốt nếu như ta đi qua đó một chuyện mà việc không như người nói thì lão nương sẽ không khách sáo với cái mạng của ngươi đâu chu tức đáp không Tiểu nhân không dám, tất cả đều là sự thật, tiểu nhân không dám nói sai một từ nào, chỉ có điều là, Ngộ tiểu gắt lên, ngập ngừng cái gì, mau nói đi, vị cửu phẩm luyện đan sư kia nói, muốn có đan dược thì đại thánh phải một mình đến trước mặt hắn, mời hắn đi gặp giả Mạng đại nhân, công Ngộ tiểu tức giận quát, ha ha ha, muốn lão nương phải hạ mình đi cầu hắn, ta ngược lại muốn xem xem liệu hắn có thực sự có cái bản lĩnh này hay không, tại thành thành lúc này, Bành Sơn lo lắng, mặc dù nơi này cách lãnh địa hạch tâm của yêu tộc rất xa, nhưng dựa vào tốc độ kinh người của Chu Tước có lẽ chỉ cần 2 đến 3 giờ đồng hồ là đã trở lại. Sao dạ tiền bối lại vẫn có thể hồn nhiên đến như vậy chứ? Thích ăn thì ăn, thích mua thì mua, hoàn toàn không có một chút ý thức về cơn thịnh nộ sắp đến gì cả. Dạ Bắc lên tiếng, "Bành Sơn, kể cho ta nghe đôi điều ngươi biết về sư tôn của ngươi đi, chuyện thường ngày thôi cũng được." Vâng tiền bối, như đột ngột chu tước đã xuất hiện trên trời cao, Bành Sơn dạ tiền bối, "Ta đã mời được tôn đại thánh tới, mời hai vị lên đây gặp mặt." Ngộ tiểu ngờ ngợ, "Dạ tiền bối ư? Trên đời này người mang họ dạ rất ít, thậm chí là sống đến từng này tuổi, Ta cũng chỉ biết duy nhất có một người mang họ Dạ là Sư Tôn, cô hỏi: "Chu Tước, tên cửu phẩm luyện đan sư mà ngươi nói mang họ Dạ ư, vậy ngươi có biết tên đầy đủ của hắn là gì không?" Bẩm Đại Thánh, vị tiền bối này có ngoại hình giống như một thanh niên, tu vi mới thánh nhân cảnh tầng 1, biết sử dụng lôi điện chi thuật, Ngộ Tiểu nghĩ. xem ra là ta nghĩ nhiều, cho dù là Sư Tôn còn sống thì dựa vào tư chất kinh thiên của người, miệt mài tu luyện suốt 300 năm, có thể đạt tới thông huyền cảnh hay không vẫn là một số hỏi lớn. Chu Tước nói: "Dạ tiền bối ta đã mời Tôn Đại Thánh tới" tiếp theo có lời gì thì xin mời ngài cùng đại nhân tôn ngộ tiểu bất ngờ nhảy phúc đi xuống trước mặt hai người họ đang đứng bành sơn lúng cuống nói đại thánh bớt giận dạ tiền bối không hề có ý như ngài nghĩ dạ bắc đẩy nhẹ bành sơn khiến hắn không hiểu dạ tiền bối đây là tôn ngộ tiểu quỳ xuống trước mặt dạ bắc bành sơn và chu tước thất kinh trước cảnh này đại đại thánh vậy mà lại quỳ gối trước dạ tiền bối ư chuyện này rốt cuộc là thế nào tôn ngộ tiểu cất tiếng nhiệt đồ bất hiếu bái kiến sư tôn dạ bắc thắc mắc mà hỏi lại tiểu ngộ tiểu ngộ này sao ngươi biết vi sư là thật tiểu ngộ cung kính vẫn quỳ mà lễ phép đáp có thể đồ nhi không nhận ra ai với ai nhưng với sư tôn dù đời này có thế nào thì đồ nhi cũng vẫn sẽ nhận ra ngài tiểu ngộ nói với sự xúc động còn dạ bắc cũng nghẹn ngào nhớ lại chuyện năm xưa lần cuối cùng nghe được tiếng gọi này cũng đã gần 200 năm là lúc ta và đại sư tỷ nói lời cáo biệt nàng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra ta nhất định là nhờ đôi mắt hỏa nhãn kim tinh kia bành sơn ngơ ngác mà ngỡ ngàng chuyện quái gì thế này dạ tiền bối là sư tôn của tôn đại thánh sao ba người đến trước mặt chu tước tiểu ngộ ra lệnh cho chu tước chu tước ngươi mang ta và sư tôn đi bái kiến giả mạc đại nhân tuân lệnh thế là dạ bắc kêu bành sơn ở lại bành sơn này ngươi ở lại đây chờ tinh trần khi nào nàng đến để nàng lập tức đến chỗ giả mạc đại nhân tìm chúng ta bành sơn lễ phép vâng thưa sư tổ thế rồi chu tước đưa tiểu ngộ và dạ bắc bay vút tới chỗ của giả mạc trên lưng chu tước dạ bắc hỏi tiểu ngộ tiểu ngộ này năm đó ngươi đơn phương độc mã xông vào thương minh thánh địa quậy phá là vì cây gậy mục này này ư tiểu ngộ trả lời với sự nuối tiếc nhẹ nếu lại cho Đồ Nhi một cơ hội nữa, Đồ Nhi nhất định sẽ san bằng thánh địa của bọn chúng. Lúc này hệ thống thông báo, gặp lại đồ đệ, 6/108, phần thưởng là thẻ kỹ năng đại đế. Dạ Bắc nhìn thông báo chỉ ừm nhẹ một tiếng, rồi anh tỏ ra hớn hở vui tươi. Đúng rồi, lần trước sau khi Thái Bạch đột phá đại đế, hệ thống có thông báo về cơ chế tặng thưởng khi đồ đệ lên cấp. Chẳng lẽ đây chính là phần thưởng của cơ chế đó sao? Thấy biểu cảm này của Dạ Bắc, Tiểu Ngộ không khỏi ngơ ngác. Còn Dạ Bắc vẫn giao tiếp với hệ thống, anh ra lệnh cho nó sử dụng thẻ kỹ năng đại đế hệ thống liền hiển thị đang trong quá trình lựa chọn ngẫu nhiên một kỹ năng đại đế được một lúc thì hệ thống thông báo chúc mừng ký chủ rút được kỹ năng riêng của lực chi đại đạo giới vương quyền giới vương quyền tăng lực chiến đấu của bản thân lên vô số lần trong thời gian ngắn bộ số được quyết định dựa theo tu vi hiện tại của người sử dụng có thể truyền thụ giới vương quyền cho đệ tử tu vi luyện theo con đường lực chi đại đạo nắm được trong tay giới vương quyền dạ bắc không khỏi có đôi chút tiếc giới vương quyền ư này không phải là tuyệt chiêu thức trong bộ anime nào đó ở kiếp trước hay sao mặc dù kỹ năng này không tệ nhưng tiếc là cảnh giới của ta hiện giờ mới là thánh nhân cảnh chỉ có thể phát huy uy lực giới vương quyền được khoảng 5 lần đoạn dạ bắc nói với tiểu ngộ tiểu ngộ này ngươi qua đây vi sư truyền cho ngươi một môn thần thông ngươi hãy thử một chút tiểu ngộ lễ phép vâng sư tôn thế rồi dạ bắc dùng ngón tay truyền luôn vào chán tiểu ngộ chút công phép cơ thể tiểu ngộ ngay lập tức có sự biến đổi ầm 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 toàn thân cô ấy có dòng năng lượng vàng rực vâng quanh việc truyền công này khiến cho chu tước thách gào đau đớn nó khóc lóc nói với tiểu ngộ đại thánh các ngài đang ngồi trên lưng ta chứ không phải đang ngồi trên tảng đá đâu không biết nhẹ tay một chút sao đau chết ta rồi tiểu ngộ sau khi lĩnh hội xong thì quỳ xuống cảm tạ tạ sư tôn đã ban cho thần thông phép thần thông này thật là thích hợp với đồ nhi rồi cô thầm nghĩ quả nhiên là sư tôn vừa gặp lại đã ban cho ta một đại lễ vô cùng nặng cô nghĩ tiếp nếu năm đó ta có thần thông này thì đám thương minh thánh địa kia sao có thể chiếm nổi thế thượng phong dạ bắc ân cần hỏi tiếp tiểu ngộ môn thần thông này tên là giới vương quyền nói xem nếu người dùng toàn lực thi triển có thể tăng lực đạo lên gấp bao nhiêu lần tiểu ngộ cũng nhanh nhào đáp bẩm sư tôn hẳn là có thể tăng gấp 50 lần cô vui vẻ nói tiếp đồ nhi còn có cả cảm giác giới vương quyền không chỉ tăng thực lực lên mà còn giúp khai phá ra tiềm lực mạnh mẽ hơn dạ bác thấy cô nói thế thì kinh ngạc nghĩ đậu xanh ta cố gắng lắm mới phát huy được lên 5 lần còn nha đầu này lên tới được tận 50 lần sau đã thế còn khai phá được tiềm lực mới nữa chứ thế rồi anh tự gào khóc trong lòng xem ra trên lệch giữa người với người à không là giữa người với khỉ thật là có chút khác biệt lớn rất nhanh chu tước đã đưa hai người dạ bắc tới khu vực hạch tâm yêu tộc nó đáp xuống khu vực hạch tâm đó dạ bắc cao mày nhận ra cỗ khí thế này là đại đế tiểu ngụ thì mắng ngưu phấn đang đi đến đậu xanh con trâu ngốc này tại sao lại là ngươi ngươi có tin lão nương một gậy đập chết ngươi không hả ngưu phấn bình bịch bước tới trước mặt tiểu ngụ anh ta hừng hực khí thế bật lại con khỉ chết tiệt có bản lĩnh thì đến đây bản đại ngưu không có ngại phân cao thấp với ngươi đâu vâng trông rất bảnh và đẹp trai, xin giới thiệu Thanh Ngưu đại đế. Ngưu phấn, anh là đại đế trung kỳ, tiểu ngộ bất giác không nói nên lời. Cô im lặng đứng nép bên Dạ Bắc, Dạ Bắc đưa tay lên cằm, ưu tư nhìn Ngưu phấn mà cười. Tiểu ngộ ôm khư khư cây gậy, tỏ vẻ có lỗi mà xin xỏ Dạ Bắc. Sư tôn, ngài phải tin Đồ Nhi, bình thường Đồ Nhi không có hay gây sự. Đồ Nhi đã thực sự thay đổi rồi, thật đó sư tôn, tiểu ngộ lại giải thích. Thật ra là do con trâu ngốc kia sợ Đồ Nhi chiếm vị trí của hắn, đẩy hắn xếp hạng cuối cùng trong tứ đại yêu đế cho nên mỗi lần chỉ cần nhìn thấy đồ nhi là hắn ta lại muốn chặn đầu đòi tỷ khí ngài xem hắn ít nhất cũng đã chặn đồ nhi vài chục lần rồi dạ bác chỉ lạnh lùng đáp tiểu ngộ loại thích dây dưa như tên thanh nghiêu đại đến này hoặc là không cần để ý tới hắn hoặc là đánh đến khi hắn chịu thu phục mới thôi nghe tới đây tiểu ngộ hưng phấn hỏi lại á ah, ý của sư tôn là dạ bác không ngăn cô anh ủng hộ cô đi đi chỉ cần đừng đánh chết hắn là được đúng ý của tiểu ngộ cô nhanh nhào đáp vâng thưa sư tôn dứt lời tiểu ngộ giơ thanh gậy lên mà quát nghiêu phấn tên châu ngốc Nếm thử gậy của lão nương ta đây nghiêu phấn cũng hừng hực mà đáp đồ khỉ chết tiệt tiểu ngộ giơ gậy lên đánh nghiêu phấn còn nghiêu phấn thì dùng hai sừng của nó đỡ lấy đòn đánh này tiểu ngộ khá ưng ý cô châu ngươi nghiêu phấn châu ngốc ta sẽ trừ phần mặt lại cho ngươi còn lại thì đợi mà bị đánh đi nha nghiêu phấn không chịu lùi nó cũng gầm gừ xông lên khỉ chết không ngờ mới có vài ngày không thấy mà công phu khoác lác của ngươi lại có tiến bộ như thế không đáp tiểu ngộ tung chiêu vừa được truyền thụ ra để đấm ngưu phấn giới vương quyền 10 lần ngưu phấn cũng tung chiêu đáp trả hừ điêu trùng tiểu kỹ hai bên tấn công đã tạo nên một vụ nổ ngay giữa khoảng sân của khu vực hạch tâm tiểu ngộ khá bức xúc đậu xanh vậy mà hắn dám chơi thật chứ thế rồi ngưu phấn lại gào lên khỉ chết ngươi mau gục xuống cho ta chỉ thấy ngưu phấn đang chuẩn bị tung chiêu gì đó đôi mắt của tiểu ngộ trở nên đằng đằng sắc khí nhìn về ngưu phấn cô tức tối mà tăng công lực đấm xuống giới vương quyền hai lần chỉ thấy nắm đấm của tiểu ngộ đang bộc phát giới vương quyền chuẩn bị lao tới đấm ngưu phấn nhưng mà tiểu ngộ đã phát hiện ra hỏng rồi không ngờ mới tăng giới vương quyền lên 25 lần mà sức chịu đựng của cơ thể đã tới cực hạn rồi tiểu ngộ vẫn cố hết sức tấn công ngưu phấn mà ngưu phấn cũng hùng hoàm lao tới đánh trả phía ngoài dạ bắc ra lệnh cho chu tước còn ngây ra đó làm gì mau tranh thủ bay lên cao chút nào chu tước vội đồng ý dạ dạ vâng thư tiền bối phía bên dưới chiêu thức của ngưu phấn và giới vương quyền đang dần chạm vào nhau đúng như dự đoán hai chiêu thức này một lần nữa lại tạo nên một tiếng nổ rền vang vụ nổ ấy làm ảnh hưởng lên tận phía trên cao cũng may mà chu tước bay lên cao nhanh chóng đã giúp cho dạ bắc né được ảnh hưởng này dạ bắc khá bình tĩnh nhìn xuống phía dưới từ trên cao chỗ phía chu tước nhìn xuống một vầng đen như nấm bay lên cùng với đó là khói bụi mịt mờ dạ bắc chỉ thầm cảm thán đại tôn thanh thật quá mạnh thực lực của thanh nhu đã là đại đế trung kỳ vậy mà vẫn bị nàng ta treo lên mà đánh từ trong hõng vực vừa bị nổ tung ấy nhu phấn thì gục ngay tại chỗ còn tiểu ngộ vẫn có thể ngồi dậy được phía trên cao dạ bắc lại ra lệnh cho chu tước thôi được rồi mau xuống đón nàng ta đi vâng thưa tiền bối sau khi tiếp đất dạ bắc vội đi tới chỗ tiểu ngộ mà hỏi han cô còn cử động được không hả tiểu ngộ lúc này đã nằm ngửa ra nền đất cô vui vẻ nói với dạ bắc sư tôn ngài có thể kéo đồ nhi giúp một tay hiện tại đồ nhi tạm thời đã không động đậy nổi tuy không động đậy được nhưng mà tiểu ngộ vẫn vui vì đã thắng dạ bắc ôm lấy từ phía sau tiểu ngộ mà nhẹ nhàng nói ừm đi thôi vừa kéo tiểu ngộ đi Dạ Bắc vừa nhìn cô vừa nghĩ, dựa theo trận đấu vừa rồi, Tôn Ngộ Tiểu có thể sử dụng ít nhất hai lần giới vương quyền nhân 20, nhưng cũng khiến cho cơ thể nàng đạt tới cực hạn, không thể cử động được trong khoảng thời gian ngắn. Ám Tiểu Ngộ lên lưng Chu Tước rời đi, Tiểu Ngộ lại kêu than, "Sư Tôn à, đau đau." Dạ Bắc bèn đáp, "Rồi rồi, ta sẽ nhẹ tay." Thấy giọng điệu không quen này của Tiểu Ngộ, Chu Tước thầm nghĩ mà thấy lạ, Ếch Ếch. cái điệu bộ này khiến người ta phải thương tiếc, u là trời, này là của đại thánh tinh khí nóng này, nói đánh là đánh kia sao?" Nằm trên lưng của Chu Tước, Dạ Bắc ôn tồn mà hỏi Han Tiểu Ngộ: "Lần cuối cùng ngươi dùng giới vương quyền là gấp bao lần thế?" Tiểu Ngộ vui tươi đáp: "Hi hi, bẩm sư tôn, là 25 lần." Cô nhe nhở nói tiếp: "Sư tôn, thần thông này của sư tôn đơn giản chính là vô địch. Giữa các đại đế, dù khoảng cách chỉ là một giai đoạn nhỏ thôi nhưng cũng đã tạo nên chênh lệch vô cùng lớn rồi. Vậy mà giới vương quyền lại có thể giúp cho Đồ Nhi khiêu chiến vượt cấp, thật đúng là thần kỳ quá mà." Dạ Bắc lạnh lùng nói lại: "Đừng có nghĩ nhiều, tình trạng hiện giờ tốt nhất là vận dụng mở mức 10 lần thôi." hai năm lần còn chưa là mức mà cơ thể ngươi có thể chấp nhận được đâu tiểu ngộ lễ phép vâng sư tôn đồ nhi sẽ nhớ kỹ được khoảng 10 phút sau rất nhanh chu tước đã đưa hai người họ tới chỗ giả mạc tiểu ngộ nhanh nhỏ sư tôn chúng ta tới rồi ừm vào thôi rõ thưa sư tôn đi vào bên trong tiểu ngộ nói với dạ bắc sư tôn vị kia chính là giả mạc yêu tôn dạ bắc chỉ trừng mắt nhìn về phía giả mạc anh thầm nghĩ ừm trên người lão già này phảng phất một cỗ ma tính mà dựa vào phản ứng của trí tôn ma cốt cỗ ma tính này còn mạnh hơn gấp mấy lần với đám tà vật ma quỷ ở thiên trì thánh địa lần trước Trợt ra mặc mở mắt ra nhìn về phía hai người phía dưới dạ bắc vẫn thầm nghĩ tiếp nhưng vì sao trên cơ thể một cường giả đứng đầu yêu tộc lại mang theo ma tính cơ chứ chẳng lẽ dạ bắc vẫn khá băn khoăn nhìn về phía già mạc già mạc đã nhìn thấy anh lão thấy phản ứng của dạ bắc thì cất tiếng tiểu tử nhân loại phản ứng này của ngươi giống hệt nha đầu tinh trần năm đó tiểu ngộ vội giới thiệu dạ bắc già lão dược tinh trần trước chính là sư muội của ta còn đây chính là sư tôn của ta Dạ Bắc hớn hở chào hỏi. Tại hạ Dạ Bắc, bái kiến Giả Mạc Yêu Tôn, Giả Mạc ngạc nhiên mà hỏi lại Tiểu Ngộ. "Này khỉ nha đầu, ngươi vừa nói hắn chính là sư tôn của ngươi sao?" Tiểu Ngộ vui tươi đáp, "Không sai, sư tôn ta thần thông thủ đoạn vô biên, không có gì là không làm được, chỉ có người không nghĩ ra được thôi." Giả Mạc lại ôn tồn hỏi tiếp, "Vậy không biết là, hôm nay các ngươi đến đây là có chuyện gì vậy? Nếu ngươi muốn rời khỏi Trung Châu đại vực, vậy thì lần này ta không ngăn cản ngươi đâu, chỉ cần ngươi đừng có quên ước định giữa chúng ta là được." Tiểu Ngộ hí hửng đáp, Gia dạ lão, quả thật là lẫn này ta đến đây là muốn rời đi. Nhưng trước khi rời đi, ta sẽ giải quyết vấn đề thọ nguyên của ngài. Tiểu ngộ hí hửng nói tiếp. Bởi những vấn đề mà người khác không thể giải quyết được, thì trong mắt sư tôn của ta, chẳng đáng là gì hết. Dạ bác hốt hoảng thầm nghĩ, này này đồ con khỉ. Mới có 300 năm, làm sao công phu khoác lác của ngươi lại tăng vọt như lời tên thanh hưu kia đại đế kia nói vậy. Ngươi trước kia đâu có như thế này đâu ta. Già dạ mặc từ tốn đáp lại, Nhà đầu, ngươi cứ yên tâm mà rời đi thôi. Hôm nay bản tôn ta không có ngại cho ngươi biết, đan dược căn bản là không thể giải quyết được vấn đề thọ nguyên này đâu già lão nói tiếp với cô ngươi lãng phí thời gian cho bản tôn còn không bằng tranh thủ sớm tu luyện để mau có ngày đột phá tiểu ngộ chỉ nắm chặt tay mà buồn mã. trên đời này ngoại trừ sư tôn gia già lão chính là người mà ta mang ơn nhiều nhất như nhìn già lão như vậy sao ta có thể yên tâm rời đi đây dạ bắc không nói nhiều anh đưa luôn viên đan dược cho già lão già dạ lão mời ngài nhận viên đan dược này của ta già dạ lão nhận lấy đan dược dạ bắc nói tiếp có hiệu quả hay không chỉ có sau khi thử mới có thể biết được. Gia Mặc nhìn chăm chú viên đan dược mà Dạ Bắc đưa cho, ông thầm nghĩ, đây, đây là, đã gần trăm năm rồi ta mới có thể mới lại nhìn thấy một viên đan dược gia tăng thọ nguyên cao cấp như thế này. Ông yêu sầu mà nghĩ tiếp, chỉ tiếc là với trạng thái thân thể hiện tại của ta, e rằng. Tiểu Ngộ hí hửng hỏi Gia Mặc, Gia lão đầu, thế nào rồi? Gia Mặc cảm thán, viên đan dược này quả là tuyệt phẩm, kéo dài 30 năm tuổi thọ không thành vấn đề. Tiểu Ngộ ngạc nhiên, 30 năm sao? Già lão à, có lẽ lần này ngài nhìn nhầm nha sư tôn ta nói là ít nhất có thể tăng trăm năm thọ nguyên kia mà ra mặc cười đáp ha ha vốn chỉ còn sống được có nhiều nhất hai năm giờ lại lập tức có thể gia tăng nhiều như thế bất kể nói thế nào hôm nay bản tôn ta cũng phải cảm ơn các ngươi ông đưa tay hướng về phía hai người dạ bắc lòng cảm kích mà nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là khách quý của yêu tộc chúng ta muốn được trợ giúp gì cứ trực tiếp nói với bản tôn là được dạ bắc vui mừng đáp đa tạ già mạc yêu tôn tiểu ngộ cũng rất cảm động mà rục rã ngài ấy giả lão đầu mau luyện hóa đan dược này đi ta giúp ngài hộ pháp nhé Già mặc cho viên đan dược vào nuốt ông từ tốn đáp có gì đâu mà phải gấp gáp thọ nguyên của bản tôn ta cũng không phải là hết ngay hôm nay cơ mà dạ bắc nói nhỏ với tiểu ngộ tiểu ngộ này có lẽ giả lão đầu này còn có thể cứu tiểu ngộ hồ hởi nghe tiếp dạ bắc bèn tiếp lời từ giờ bất kể là ai cũng không được làm cản trở ta hiểu chưa tiểu ngộ nhanh nhảu tuân lệnh vâng sư tôn cứ việc hành sự đi ạ Nơi này giao lại cho Đồ Nhi là được, bất kể kẻ nào dám tới đây quấy rối, Đồ Nhi nhất định sẽ dùng toàn lực đánh chúng một trận. Thế rồi nhìn về phía Già Mạc, tiểu Ngộ thầm mừng, tốt quá rồi, chỉ cần sư tôn nói được, vậy nhất định sẽ thành công mà thôi. Già Mạc sau khi ăn viên đan dược thì tĩnh tâm ngồi luyện, xung quanh Già Mạc tỏa ra những khí tím yêu tộc. Được một lúc thì Già Mạc cảm thấy khó chịu trong người, ông kêu thốt lên, a à, a, thôn phệ xuất hiện, thôn phệ xuất hiện. Thấy dòng tím cùng dòng danh bí ẩn hòa quyện vào nhau, Già Mạc chịu đựng khó nhọc quả nhiên lại là đám chết tiệt này mà chỉ cần ta sử dụng đan dược là thôn phệ hết sạch sau đó lại tiếp tục ẩn trên người của ta bòn rút sinh mệnh của ta chợt trong ảo ảnh tiếng dạ bắc vang lên già lão à những thứ này chính là nguyên nhân khiến người bị ám thương bấy lâu này phải không già lão mở mắt nhìn mà ngạc nhiên là ai rồi ông thốt lên là ngươi sao là sư tôn của khỉ ma đầu kia ư hư ảnh của dạ bắc nói tiếp ta có thể giúp người khử trừ ma tính còn sót lại của đám ma tộc này già mạc yếu ớt cảm kích được ngươi hãy cứ thử đi ông nhìn về phía dạ bắc mà thầm cảm mến anh trên đời này người có thể nhận ra ma tính đếm trên đầu ngón tay hắn có thể phát hiện ra không chừng lại thật là có biện pháp giải trừ ra mặc xúc động nới với hư ảnh dạ bắc nếu ngươi thành công bản tôn thể rằng đời này bản tôn nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời chỉ cần bản tôn đây còn sống dù khó khăn đến đâu kể cả là chu diệt thánh điện nào bản tôn ta cũng nguyện dốc sức giúp ngươi một tay đương nhiên dù có chưa thành công cũng không quá quan trọng bổn tôn chịu đựng đã vài năm nay cũng không còn ngại 30 năm cuối này đâu Dạ bác mừng mà đáp, tốt, vậy ta xin phép bắt đầu. Được một lát thì có một tiếng nổ lớn làm rung chuyển đất trời. Vụ nổ làm xuyên thủng cả mái nhà, một lượng lớn ma khí bay lên không trung. Rồi dạ bác dùng phép thuật gì đó nhập vào, sau đó, thao tác mở dòng khí tiêu diệt ma khí ra. Một thứ đồ vật thần bí xuất hiện sáng rực giữa dòng ma khí. Linh linh linh, gào gào, tiếng cười lớn của giả mạc vang lên. Ha ha ha, thiêu mau, thiêu chết bọn chúng cho ta. Chỉ thấy đám ma khí trong người già mạc đang bị lửa thiêu cháy. Lửa cháy phừng phừng, hư ảnh của dạ bắc nói với già mạc già lão ma tính trong cơ thể của ngài đã thâm căn cổ đế sâu tới tận xương tủy rồi nếu muốn diệt trừ tận gốc ngài cần hiện ra bản thể thật của mình và có thể sẽ phải chịu thống khổ đến tột cùng già mạc mắc hỏi lại thống khổ tột cùng sao tiểu hữu cứ làm đi chỉ cần có thể diệt trừ đám ma tính này bản tôn chịu đựng thế nào cũng được dạ bắc bèn đáp luôn vâng vậy ngài hiện ra bản thể đi ta bắt đầu ngay đây thế rồi dạ bắc hồ lớn hóa bóng dâm lớn hiện ra bao trùm lấy khu vực nơi già mạc đang ở nhìn thấy giả mạc hóa ra to lớn thế dạ bắc có chút ngơ người trời ạ à, sớm biết giả lão to xác đến như thế ta đã không đưa ra yêu cầu này làm gì thấy thế tổ ngộ mới nói với dạ bắc sư tôn bản thể của giả lão chính là ngô thiên tổ theo truyền thuyết thì đây là một thể loại huyết mạch viễn cổ uy năng có thể làm dung chuyển đất trời dạ bắc mới ra lệnh cho tiểu ngộ tiểu ngộ này ngươi mau trong trường đi vi sư bắt đầu tiến hành đây tiểu ngộ vâng lời rõ xin sư tôn cứ yên tâm dạ bắc tung chiêu mạng thiên hắc hỏa Trí tôn ma cốt bắt đầu luyện hóa tiếng hét lớn vang lên thiếu đốt thiếu đốt già mặc thấy thế thì không ngừng có sự cảm thán không ngờ sư tôn của tiểu ngộ nha đầu lại có thể luyện ra hắc hỏa đã thế uy lực còn vô cùng mạnh mẽ nhưng hắc hỏa thì đã làm sao chỉ cần có thể tiêu diệt được tám gây tẩm này coi như đau đớn ta chịu thêm gấp 10 lần nữa bản tôn ta cũng nguyện ý hắc hỏa nhanh chóng lao tới thiêu đốt ma tính quy tức được một nửa canh giờ sau tiểu ngộ đứng ngoài chứng kiến không khỏi bái phục sư tôn quả thật vô cùng lợi hại nói không chừng trải qua lần trị liệu này già lão đầu thật có thể khôi phục được tận gốc đang chăm chú theo dõi dạ bắc ngưu phấn ở đâu chui tới hắn ta trách móc tiểu ngộ con khỉ đáng chết kia các ngươi đang làm gì già mạc đại nhân hả tiểu ngộ tức tối nhìn nó quát con trâu ngốc này ngươi tức chết ta không ngươi mù hay sao mà không thấy sư tôn ta đang chữa trị cho già lão đầu ngưu phấn hùng hồn câu có quát lại chữa cái con khỉ nhà ngươi ngươi tưởng là ta không cảm nhận được khí tức sinh mệnh của già mạc đại nhân đang ngày càng bị yếu ớt đi sao tiểu ngộ bình tĩnh nói với hắn tin hay không thì tùy ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn tốt cho già lão, vậy hãy ngoan ngoãn ngồi một chỗ đợi, cùng ta hộ pháp đi. Ngưu Phấn đần độ nhất định không tin, hắn quát lớn. Cái gì? Có ngu ta mới tin ngươi. Bao nhiêu nhân loại thử cứu qua rồi, già mạc đại nhân đã bao giờ có hy vọng sống sót chứ hả? Mau gọi tên tiểu tử kia cút xuống. Nếu không, đừng trách lão Ngưu ta liều mạng với các ngươi. Tiểu Ngộ cạn lời với hắn, đồ trâu ngu đần nữa. Biết vậy lúc nãy ta đã xuống nặng tay hơn với hắn một điểm. Cho hắn ngất xỉu thêm vài tháng có phải giờ đỡ phiền không cơ chứ? tiểu ngộ vẫn đứng im đó không quan tâm tên ngưu phấn nữa chợt có ô tả bay tới cô thắc mắc hỏi chuyện tiểu ngộ đại thánh này rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy tiểu ngộ lúc này đang cao có cô đáp người phía trên kia thật sự là sư tôn của ta ngài ấy đang cứu giúp lão già đầu các ngươi có tin thì tin không tin thì chiến thôi ô tả cô ta hùng hoàm tức tối rồ sổ, sổ lên hừm vậy thì ta không tin đâu tiểu ngộ sẵn sàng minh chiến hừ tới đi tưởng lão nương ta sợ ngươi sao hai người sắp lao vào chiến nhau thì chợt dừng lại vì sự xuất hiện của một người một cô gái xuất hiện với trang phục tím lịm tìm sim trong ưu điệu thướt tha tiểu ngộ nhìn thấy cô ta thì chợt thốt lên là nàng ta sao? thì ra là tỷ phỉ phỉ xuất hiện vô dụng kiều diễm và dịu dàng ô tả quay phất người hỏi tỷ phỉ phỉ ngươi muốn làm gì? chuyện này liên quan đến an nguy của già mạng đại nhân tranh thủ thời gian lôi tên nhân loại kia xuống mới là ưu tiên hàng đầu tỷ phỉ phỉ chính là thiên hồ cửu vĩ đại đế xếp hạng nhất trong tứ đại yêu đế cô ta đáp ngươi yên lặng chút đi ta có thể cảm nhận được tên nhân loại kia cũng không có ác ý với giả mạc đại nhân rất có thể giống như lời tôn đại thánh nói hắn đang cứu đại nhân chúng ta yên lặng chờ một bên là được nếu có bất thường thì lúc đó ra tay cũng chưa muộn nghe tỷ phỉ phỉ nói như thế ngưu phấn đang đứng ở dưới tức giận quát tỷ phỉ phỉ hắn là nhân loại đấy hiện tại là thời điểm đặc biệt nhạy cảm của yêu tộc hầu hết đám nhân loại bọn chúng đều đang âm mưu một tia sáng chợt lóe lên bay về phía ngưu phấn xung quanh hắn bất chợt trầm xuống tỷ phỉ phỉ phát ra uy áp bực mình nói quyết định của ta không đến lượt ngươi chất vấn rồi cô quay sang nhẹ nhàng điểm huyệt và nói với tôn ngộ tiểu tôn muộn mặc dù tỷ tỷ tin ngươi nhưng hiện giờ cũng đành tạm khiến ngươi chịu oan ủng một chút thấy thái độ của cô khác xa với mình như vậy ô tả cùng ngưu phấn không hẹn mà có cùng suy nghĩ phân biệt đối xử quá đi tôn ngộ tiểu thì tức giận run người nắm chặt tay vùng vẫy như muốn phá giải khống chế ô tả bật cười nói đừng vùng vẫy vô dụng thôi cỗ chi lực giam cầm này là một trong những thần thông bản mệnh của thiên hồ nhất tộc cho dù là ngưu phấn cũng không thể thoát nổi chứ đừng nói thực lực đại đế sơ kỳ như ngươi tôn ngộ tiểu Hừ một tiếng nói vậy ngươi dám đánh cược với ta không ô tả nếu trong vòng một phút ta có thể thoát khỏi cấm chế này thì từ nay về sau mỗi lần ngươi gặp ta đều phải chào một tiếng tôn ra dám không hả ô tả khinh thường hỏi lại chỉ bằng ngươi tiểu ngộ cười nói tiếp còn nếu ta trong vòng một phút ta không thể phá bỏ vậy về sau gặp ngươi ta sẽ gọi một tiếng ra ra lại thêm một cái dập đầu thế nào tỷ phỉ phỉ và ô tả nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu còn ngưu phấn thì đang giật mình nghĩ khoan đã không phải đồ khỉ chết này lại sau một lúc ô tả liền đồng ý nói chỉ cần tỷ phỉ phỉ không âm thầm ra tay giúp vậy ta sẽ chơi với người tiểu ngộ trả lời được toàn thân cô tỏa ra khí lực sức mạnh bỗng chốc tăng cao 10 lần giới vương quyền ô tả khinh bỉ nói cấm thuật hừ cho dù ngươi thi triển cấm thuật thì đã làm sao muốn đột phá giam cầm chi lực của tỷ phỉ phỉ ít nhất thực lực cũng phải là đại đế hậu kỳ hoặc đỉnh phong mới có hy vọng bên này tiểu ngộ vẫn đang tiến hành cấm thuật 15 lần giới vương quyền 20 lần giới vương quyền 25 lần giới vương quyền thấy tiểu ngộ làm thể có vẻ không ổn tỷ phỉ phỉ lớn tiếng can ngăn khỉ chết mau dừng lại, ngươi không thể tiếp tục. Nhưng tiểu ngộ đâu có nghe theo vẫn đang tiếp tục, 30 lần giới vương quyền. Cô âm thầm quyết tâm nghĩ, trận đánh cực này không phải vì chuyện mặt mũi, mà đây chính là con đường của ta, không bao giờ e ngại, khiêu chiến cực hạn của bản thân. Chỉ có tiếp tục bước về phía trước mới là đột phá chính mình. Không gian bất chợt vang lên những tiếng động to lớn, một luồng ánh sáng chiếu xuống, khiến cho cả ba người, Ngưu Phấn, Tỷ Phỉ Phỉ, Ô Tả vội vàng tránh khỏi, đáp xuống một chỗ khác. Ngưu Phấn kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Tiểu Nghĩ, ngọa tào, một chiêu này cũng quá kinh khủng đi ngoại trừ một vài đoạn gân cốt bị đứt gãy ra, Khi thế lẫn nhiệt huyết của nàng không hề giảm bớt mà còn liên tục tăng thêm. Hậu quả của việc sử dụng cấm thuật nhẹ thì tu vi bị giảm sút, nặng thì mất đi tiêm lực, nàng thì hay rồi, không những vô sự, mà ngược lại càng thi triển cấm thuật càng thêm mạnh sao? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, đám các ngươi đây là muốn phá hủy yêu thần điện của bản tôn sao? Nghe giọng nói này, cả ba người tỷ phỉ phỉ, Ngưu Phấn, Ô Tả đều tỏ vẻ rất ngạc nhiên, Già Mạc đại nhân, cả ba cùng hỏi, đại nhân, ngài không sao chứ? Già Mạc lúc này bay ra nói, ta thấy rất tốt đã hai vạn năm rồi ta mới lại có cảm giác tốt đẹp như này phỉ phỉ nói a à, lâu lắm rồi mới thấy đại nhân vui vẻ đến vậy ô tả nói thêm xem ra đại thánh không hề nói dối vị nhân loại kia thực sự đang giúp đại nhân như phấn thêm vào thì ra đúng là chúng ta đã nghĩ nhiều lúc này Gia mạc dặn dò thêm nhóm bốn tên các ngươi thành thật cho bản tôn một chút không được rời khỏi đây cho đến khi ra xong việc cả ba đồng thanh đáp rõ đại nhân Gia mạc tinh thần phấn chấn nghĩ thứ ma tính hành hạ ta suốt hai vạn năm nay đã giảm đi được một phần ba cho dù là không thể diệt trừ toàn bộ thì vị nhân loại này cũng đã giúp yêu tộc chúng ta một đại ơn dạ bắc vẫn đang vận khí để giải trừ ma tính cho già mạc hắn vừa làm vừa lẩm bẩm thứ ma tính này có thể nói là tương sinh tương khắc với trí tôn ma cốt của ta chỉ cần hút chúng vào trong cơ thể là có thể luyện hóa một cách triệt để thấy cách làm của dạ bắc già mạc khó hiểu hỏi tiểu hữu ngươi đây là đang lẽ nào ngươi định chuyển ma tính từ ta lên trên người ngươi sao lúc này hắn trả lời đúng là đang có ý này hắn đứng lên thi triển chiêu thức hút các luồng ma khí vào người những luồng ma khí từ từ xoắn lại rồi thu nhỏ dần tôn ngộ tiểu đáp xuống gần chỗ già mặc hỏi già lão đầu ngài thế nào rồi sao không thấy sư tôn của ta đâu vậy già mặc lúc này từ từ hạ xuống trả lời ngập ngừng ma tính trên người ta đã biến mất nhưng sư tôn người hắn hắn vì không muốn mà tính lan đến chúng ta cho nên đã mang theo tất cả chúng vào hư không định một mình luyện hóa mà tại lúc này trên hư không dạ bắc đang luyện ma tính hắn không khỏi nghĩ thầm quả nhiên thứ ma tính này vô cùng hung tợn may mà ta có thiên chỉ trí bảo nên mới có thể miễn cưỡng áp chế nó nhưng nếu hôm nay có thể dựa vào trí tôn ma cốt để luyện hóa một cách triệt để thì chắc chắn ta sẽ đột phá được thêm mấy tầng một lát sau không gian như có tiếng nứt vỡ từng mảng từng mảng như muốn rơi xuống tiểu ngộ và già mạc giật mình không biết chuyện gì thì đúng lúc này dạ bắc xuất hiện từ sau vết nứt hắn đang đột phá từng tầng tu vi thành nhân cảnh tầng 1, tầng 2, tầng 3, rồi đỉnh phong tiểu ngộ lúc này nhìn thấy sư tôn vui mừng quá nàng lao ra ôm chầm lấy người và gọi sư tôn dạ bắc ôm lấy cô bình tĩnh nói già dạ lão không cần lo lắng ma tính đã bị ta luyện hóa ngược lại ta còn không biết thân thể ngài đã khôi phục như thế nào đây già mặc chắp tay cúi đầu nhẹ giọng nói lão hủ đa tạ ơn cứu mạng của tiểu hữu trải qua giúp đỡ của tiểu hữu thọ nguyên của ta đa tăng trọn vẹn một vạn năm ba thuộc hạ của ông tỏ ra rất kinh ngạc và khó tin già mặc nói tiếp sau này nếu có lúc cần đến toàn bộ yêu tộc chúng ta từ trên xuống dưới đều quyết dốc toàn lực tương trợ dạ bắc hài lòng nói tốt một lời đã định lúc này tỷ phỉ phỉ thích thú nói tiểu nữ nguyện vì tôn thượng ân nhân mà hàng đêm hầu hạ bên người nhưng lúc này như phấn sông lên gạt cô ta ra kiên định nói nữ nhân dẹp sang một bên đại ân nhân dù ngươi cứu dự đại nhân nhưng lão ngưu ta vẫn không quá bội phục ngươi hay là chúng ta kết bái huynh đệ đi ta cho ngươi làm đại ca nghe Nghiêu phấn nói vậy tiểu ngộ tức giận đánh một cái lên đầu lão ngưu mắng cút đi đồ châu ngốc ngươi làm nghĩa đệ của sư tôn vậy chẳng phải sẽ thành sư thúc của ta à nhìn thấy thế bên này ô tả tỏ ra bình tĩnh hử một tiếng ngộ tiểu quay sang chừng mắt nói to đồ chim thối này đều đã tận mắt chiêm ngưỡng bản lĩnh của sư tôn ta rồi mà vẫn còn ngạo mạn như vậy à bất ngờ thay ô tả lại quỳ xuống chắp tay cúi đầu nói to nghĩa phụ ở trên xin nhận một cúi đầu của hải nhi dạ bác thấy thế thì giật mình không uống nước nhưng lại giống như sặc một cái hắn bất lực cảm thán nha đầu này nhận cha cũng quyết đoán quá đi như phấn tức giận nói ta dựa vào không ngờ ngươi lại là loại người không đúng loại chim này phỉ phỉ đứng bên cạnh nói thêm vào không hổ là ô tả với biệt danh người thức người nhà lúc này dạ bác xua tay nói được rồi được rồi việc bái nghĩa phụ coi như miễn đi ta và già lão còn có chút chuyện cần nói đây già mặc khó hiểu hỏi tiểu hữu chẳng lẽ ngươi muốn nói về thứ ma tính kia sao hắn đáp không sai trước đó ở thiên trì thánh địa ta từng gặp qua ta vật có mà tính tương tự già mặc nghe thế thì giật mình hoảng hốt nói cái gì chẳng lẽ nói ông vội vàng lên tiếng vậy mời tiểu hữu vào trong điện rồi chúng ta từ từ nói hắn vừa đi vừa nói tốt chuyện về ma tộc cũng không phải chỉ một hai câu là xong hai người vào trong điện ngồi đối diện nhau nói chuyện còn bốn người thuộc hạ thì đứng bên chấp tay nghe dạ bắc từ từ nhớ lại rồi kể ở nơi sâu nhất của thiên trì thánh địa có nuôi một bộ hài cốt của ma tộc, mặc dù ta chưa từng gặp qua ma tộc nào còn sống, nhưng chỉ từ bộ hài cốt đó cũng cho ta cảm giác được một bầu không khí chẳng lành. Nghe đến đây lão Mạc tức giận nắm chặt hai tay nói: "Lũ thánh địa đáng chết, vậy mà dám âm thầm nuôi dưỡng ma tộc." Thấy phản ứng của lão Mạc, hắn khoanh tay trước ngực trấn an: "Không cần lo lắng, ta đã diệt sạch toàn bộ bọn chúng." Lão Mạc nghe hắn nói thế sững sờ nghĩ rằng, diệt sạch, sao có thể? Muốn đối phó với thiên trì thánh địa, cho dù là yêu tộc chúng ta thì cũng phải cần ít nhất tam đại yêu đế liên thủ mới có cơ hội nghĩ như thế nhưng lão vẫn nói diệt thì tốt rồi đổi lại là lão hủ cũng sẽ nhất định ra tay thanh trừ hậu họa giả bắc tiếp tục bày tỏ mặc dù mối họa từ thiên trì thánh địa đã lắng xuống nhưng thực sự mà nói ta biết rất ít tin tức về ma tộc cho nên hôm nay muốn nghe từ già lão về câu chuyện nhân yêu hợp nhất đối kháng ma tộc từ mấy vạn năm trước lão mạc cũng từ từ nhớ lại chậm rãi kể năm đó huyền ảo đại lục cường thịnh gấp mấy lần so với hiện tại chỉ riêng yêu tộc đã có đến bảy cường giả đế tôn chứ chưa nói đến con số đó của nhân loại là gấp đôi nhưng dù là vậy trong cuộc chiến trường kỳ với ma tộc phe chúng ta vẫn là thua nhiều hơn thắng bọn chúng là những cỗ máy giết chóc trời sinh là thiên địch khắc tinh của bất luận sinh linh nào trên thế gian mãi cho đến hai vạn năm trước chúng ta phải trả một cái giá cực lớn mới có thể triệt để đánh bại bọn chúng từ đó về sau ma tộc rút lui về ẩn bí chi địa không còn một bóng dáng nói tới đây gia mạc đại nhân liền đề nghị nếu tiểu hữu muốn đến ẩn bí chi địa đó điều tra tung tích ma tộc vậy yêu tộc chúng ta nguyện chung sức hỗ trợ nghe lão mà kể như thế dạ bắc liền đam chiêu nói gia dạ lão qua lời kể của ngài ta nhận thấy ma tộc quỷ dị khó dò theo ta thì tạm thời không nên đánh rắn động cỏ mà phải có chuẩn bị cho thật tốt tuy là tàn binh nhưng mà tộc vẫn là loại rất khó đối phó tốt nhất là chúng ta điều chỉnh trạng thái của mình đến mức hoàn hảo trước đã lão mặc hỏi lại a à, chuẩn bị gì tiểu hữu cứ việc nói yêu tộc ta tuyệt đối ra sức đi làm hắn nghe vậy thì lấy giấy bút ra vừa viết vừa nói trong vòng 3 ngày ta cần một số thiên tài địa bảo và nguyên liệu luyện đan càng nhiều càng tốt nói rồi hắn đưa giấy cho phỉ phỉ căn dặn tiểu phỉ việc này giao cho ngươi cần phải toàn tâm toàn lực hoàn thành tỷ phỉ phỉ lập tức xuống cúi đầu nhận lệnh nói tuân lệnh phỉ phỉ nhất định sẽ không để ân nhân tiền bối thất vọng lúc này dạ bắc quay sang nói với ba người còn lại còn ba người các ngươi hiện tại không có việc gì làm thì đi theo ta rèn luyện một chút ta không dùng thần thông các ngươi không dùng yêu lực chúng ta vật lộn đơn thuần khi dạ bắc cởi áo ra là cả một cơ bắp cuồn cuộn cơ bụng tám múi ngon nghẻ nguồn năng lượng thu được từ việc luyện hóa ma tính thực sự quá khổng lồ mới chỉ rút một phần nhỏ để đề thăng tu vi mà đã thành thánh nhân cảnh đỉnh phong Như nếu dồn hết vào việc tăng tu vi thì thật có chút lãng phí không bằng đem phần còn lại thiên truy bách luyện chuyển thành căn cơ của nhục thể nghe hắn nói thế ba người còn lại cũng đi đến ngưu phấn tay xoa bả vai hỏi tiền bối đã nói như vậy thì luận bàn một chút cũng không sao chỉ là không biết cơ thể nhân loại này của tiền bối chịu được mấy nắm đấm đây trong khi đó ô tả thì nghĩ mặc dù tiền bối thần thông quảng đại nhưng cho dù là trí tôn cường giả thì phẩm chất cơ thể của nhân loại cũng khó có thể so sánh với yêu tộc chúng ta ngài đã tự tin như vậy ta cũng đành thử một chút xem ngài có bao nhiêu cân lượng còn về phần ngộ tiểu nàng ta đan tay vào nhau phấn khích nói ai ra lệnh của sư tôn đồ nhi không dám phản đối lão ngưu nói vậy chúng ta toàn lực tấn công đó nha dạ bắc tự tin trả lời không vấn đề bắt đầu đi tôn tiểu ngộ cầm một cây gậy dài đánh về phía dạ bắc gậy đập vào tay dạ bắc thấy vậy hắn nhìn vào bắp tay mình nghĩ rất tốt mới chỉ luyện một lúc mà một phần ma tính đã dung hợp hoàn hảo vào căn cơ của ta ngưu phấn xuất hiện phía sau dạ bắc đan hai tay vào nhau dùng sức đấm xuống mặt đất tại đó liền nứt vỡ sức phá hoại quả thực phi thường dạ bắc nhìn vào nơi đó nghĩ thầm quả nhiên là người a cứ phải vấp ngã chịu đau vài lần mới có thể gặt hái thành quả nghĩ thế là hắn nắm chặt tay đánh mạnh vào người tôn tiểu ngộ rồi lại bóp vào mặt người như phấn thấy thế hắn liền so bóp vai mình cười nói này mới đúng chứ đã đánh thì phải đánh một trận cho ra trò gia mặc và một tên thuộc hạ đang đứng xem nhìn thấy bốn người đang đánh nhau hắn kinh sợ hỏi đại nhân cứ để ba vị đại đế tiếp tục như vậy với dạ tiền bối sao còn lão mặc thì cứ bình tĩnh trả lời không sao chỉ là luận bàn rèn luyện cơ thể một chút mà thôi đến điểm là dừng những tiếng va chạm liên tục được vang lên làm tên thuộc hạ sợ xanh mặt nghĩ nhìn thế nào cũng không giống đến điểm là rừng à, cứ thế mà họ đã luyện tập với nhau được ba ngày ba ngày sau dạ bắc không khỏi cảm thán nói bất trí bất giác vậy mà đã đánh được ba ngày ba đêm hắn ngồi xuống nắm chặt một tay để cảm nhận nói tiếp trải qua mấy ngày rèn luyện cường độ cao toàn bộ ma tính đã hoàn toàn bị luyện hóa thành năng lượng chuyển hóa thành căn cơ của ta giờ thì ma tộc các ngươi có bản lĩnh bằng trời cũng tuyệt không động được nổi ta còn ba người còn lại thì bị đánh cho bầm dập như phấn mặt mày tím tái sưng hút nằm dưới sàn nói này chim chết về sau nếu thấy ta muốn đánh nhau với ai ngươi cũng nhất định phải cản ta lại cho bằng được nha ô tả mệt mỏi bảo chỉ là liên tục 3 ngày mà ta cảm giác còn dài hơn cả trăm năm còn tiểu ngộ cũng chẳng khá hơn như lại nói tuy là bị sư tôn tần cho như tử nhưng các ngươi không phát hiện ra điều gì sao tích lũy của chúng ta trong 3 ngày này ít nhất cũng bằng 10 năm tu luyện dòng dã lúc này hai người còn lại như mới phát hiện ra điều đó thử vận động gân cốt ô tả nói a à, thật đúng như khỉ chết nói gân cốt hoàn toàn cường đại hơn trước đó một chút lão ngưu thì lại bảo không được ngưu phấn ta muốn cùng dạ tiền bối đánh một trận toàn lực nữa đúng lúc này già mạc đại nhân đi tới vui sướng nói đa tạ tiểu hữu ba ngày này vất vả cho ngươi vừa củng cố căn cơ lại vừa không quên rèn luyện cho ba tiểu gia hỏa này dạ bác thờ ơ đáp nào có tiện tay mà thôi vừa hay cũng là lúc tỷ phỉ phỉ về tới đi đến gần chỗ hai người đang nói chuyện cô ta nói bái kiến giả mạc đại nhân bái kiến dạ tiền bối cô ta tiếp tục xòe tay ra bên trong là chiếc nhẫn cô nói tất cả dược liệu luyện đan và thiên tài địa bảo mà ta tìm được trong ba ngày đều ở trong nhẫn này Dạ Bác cầm chiếc nhẫn lên xem thấy rất kinh ngạc nói, "Này cũng quá nhiều đi, nếu nha đầu dược tinh Trần kia thấy được, nhất định là sẽ hâm mộ lắm đây." Hắn nói tiếp, "Già dạ lão, ngài cứ tập trung tĩnh dưỡng khôi phục thân thể đi, hiện giờ gông xiềng hai vạn năm kia đã bị phá vỡ, trong tương lai, nhất định cảnh giới của ngài sẽ tiến thêm được một bước." Lão mặc cảm kích nói, "Bản tôn vô cùng cảm kích, tất cả đều nhờ phúc của tiểu hữu." Dạ Bác đáp, "Không có gì, vậy không quấy rầy nữa, giờ ta sẽ mang theo Tôn tiểu ngộ đi điều tra thực hư về ma tộc." Lão mặc quay sang nói với tiểu ngộ, "Đi thôi." hai tử ngươi cũng nên trở về bên cạnh sư tôn của ngươi tiểu ngộ vui mừng đáp vâng hai sư đồ chuẩn bị đi thì tỷ phỉ phỉ lên tiếng nói đợi một chút ra mạc đại nhân ra tiền bối phỉ phỉ cũng muốn đi cùng hai người tôn ngộ tiểu gãi đầu khó chịu nói sư tôn chỉ muốn dẫn theo một mình ta ngươi đám đuôi làm gì xem náo nhiệt sao tỷ phỉ phỉ vẫy vẫy cái đuôi hồ ly của mình phản bác lời này của ngươi sai rồi đại thánh lãnh địa của thiên hồ nhất tộc vốn cách bí ẩn chi địa không xa nên chúng ta rất quen thuộc nói đó nó. cô ta tự tin giơ ba ngón tay lên nói tiếp không phải nhân loại có câu người quen dễ làm việc, sao, để ta đi theo, nói không chừng có thể giúp được việc quan trọng nha. Nghe Phỉ Phỉ nói như vậy, Dạ Bác thấy có lý liền bảo, người quen dễ làm việc, câu này không tệ, vậy người liền theo chúng ta đi Phỉ Phỉ. Nhưng Tôn Tiểu Ngộ vẫn rất bất bình, cô chỉ vào tỷ Phỉ Phỉ nói, sư tôn, hai người chúng ta đã đủ xử lý rồi, mang nàng theo làm gì cho rách việc. Lúc này, cả lão Ngưu và Ô Tả mỗi người lại có chung một suy nghĩ, hai người trao đổi ánh mắt, lão Ngưu cau mày nói, ta còn muốn theo Dạ Tiền Bối học hỏi thêm một chút đây. Tỷ Phỉ Phỉ vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ chúng ta, không được lần này tuyệt đối không thể để nàng lại độc chiếm hết cơ duyên được thế là ô tả lại nói ra mạc đại nhân dạ tiền bối ta cũng muốn tham gia chuyến điều tra ma tộc này như phấn cũng thêm vào ta cũng vậy ô tả tự tin nói lũ ma tộc kia vô cùng quỷ dị giả hoạt nếu bên phải bên trái dạ tiền bối có thêm một trợ thủ như ta tất sẽ như hổ mọc thêm cánh ra dạ mạc đại nhân ngài xem có đúng không như phấn cũng trung bộ dạng bày tỏ thấy thái độ này của hai người ra dạ mạc đại nhân bỗng thấy mồ hôi như đổ ròng ròng dạ bắc nhìn một màn này cũng bất lực thầm nghĩ mày các ngươi nghĩ ta là đường tam tạng đang cùng bốn yêu tinh đi thỉnh kinh hay sao sau cùng lão mạc liền cười nói ta thì không có ý kiến gì ngược lại các ngươi phải xem quyết định của dạ tiểu hữu ô tả nghe lão mạc nói vậy tự tin cười nói thêm ưu điểm của mình hỏi thế gian ai bay nhanh nhất đương nhiên là ô tả kim bằng ta một hơi chín vạn dặm dạ tiền bối tiểu nữ sẽ cõng ngài bay ngư phấn cũng cười bảo ta cũng vậy nghe ngư phấn nói vậy tiểu ngộ tức giận nắm lấy sừng ngư phấn kéo xuống quát cũng cái rắm ấy mà cũng cái đồ trâu ngốc này đúng lúc này dạ bắc nghĩ ra phải rồi vốn định nhờ chu tước trở đi nhưng so với kim bằng thì tốc độ phi hành chu tước chẳng khác nào ốc sên nghĩ như vậy nên hắn nói luôn vậy được rồi ngươi cũng đi cùng đi ô tả lập tức chắp tay cúi đầu nói tạ dạ tiền bối nghe thấy hắn đồng ý cho thêm hai người kia đi ngưu phấn tròn mắt ấp úng nói a cái này a à. đúng lúc này lão mạc đến xoa đầu an ủi nói với lão ngưu thôi đủ rồi ba yêu đế đều đi nhất định có một người ở lại để trấn thủ trung châu đại vực ngưu phấn buồn lắm bảo châu tủi thân nhưng châu không nói Dạ Bắc cuối cùng lên tiếng, vậy chúng ta cáo từ đây, mấy người kia cũng thay nhau nói, gia dạ lão bảo trọng, ta sẽ rất nhớ ngài, gia dạ mạc đại nhân, chúng ta đi. Thế là Ô Tả biến về nguyên hình thành kim bằng, cả ba người người còn lại lên lên lưng kim bằng bay đi. Đứng trên lưng Ô Tả, Dạ Bắc cảm thán, kim sĩ đại bằng điểu, quả nhiên danh bất hư truyền. Phỉ Phỉ đứng cạnh liền lên tiếng, bí ẩn chi địa mà chúng ta sắp đến diện tích không nhỏ hơn Chu Tước Thành, là trung tâm buôn bán của trung châu vực, hàng hóa phong phú, cái gì cũng có. Bất quá nơi đó cũng là nơi tụ tập của rất nhiều thế lực lớn nhỏ không ai quản lý kẻ nào nắm đấm lớn kẻ đó chính là vua đúng lúc này ô tả bảo dạ tiền bối phía dưới chính là bí ẩn chi điện để tránh phiền phức không cần thiết chúng ta nên tỏ ra khiêm tốn một chút hắn trả lời được vậy ngươi đáp xuống cánh rừng bên kia đi nghe được dạ bắc nói thế ô tả liền đáp xuống một cánh rừng cả bốn người cùng từ từ đi khi đến nơi thì phỉ phỉ nói bí ẩn chi địa không chỉ nổi danh vì bốn phía giao thương thông suốt mà còn vì nơi này có một bí cảnh cấp đế nghe nói vậy dạ bắc hỏi lại đế cấp bí cảnh là chỉ có cấp đế mới có thể đi vào hay là trong đó ẩn chưa cơ duyên cấp đế ai cũng có thể vào phỉ phỉ liền đáp là về sau mặc dù không hạn chế tu vi nhưng nguy hiểm trong đó thì ngay cả đế cấp tu vi giả cũng không dám coi khinh với cả phương pháp đi vào hà khắc dị thường lại còn thay đổi theo từng năm dạ tiền bối ngay nhìn đó chính là phương thức đi vào của năm nay một bản thượng phẩm kỳ phổ chỉ cần 10 viên thượng phẩm linh thạch lúc này trong đám đông có người nói khách quan có muốn gia nhập với chúng ta nhìn xem thế cục không nói không chừng lại lĩnh ngộ được gì đó có thể trực tiếp đi vào bí cảnh a muốn mượn thiên địa thế cục để cảm ngộ đại đạo muốn đột phá bình cảnh chỗ ta nhận cầm tay dạy qua ải đầu tiên giá cả không đắt nhanh tay nào thế cục mà mọi người không phải cái gì khác đó chính là một bàn cờ vây dạ bác đưa tay lên xoa cầm nói cờ sao không vấn đề nói về khoản chơi cờ thì ta cũng biết một hai chúng ta lần lượt thay nhau đánh cờ với lão giả kia đi ta có dự cảm bí cảnh đế cấp này hơn phân nửa là có liên quan tới đám ma tộc ngộ tiểu nghe thế thì trần trừ lên tiếng cái đó sư tôn Dạ bác quay lại nhăn mày hỏi, lắp bắp cái gì, đừng có bảo là. Quả như hắn đoán, ba người kia vẻ mặt mười phần bất lực, đồng thanh đáp, chúng ta, thật sự không biết chơi cờ. Dạ bác nhìn họ mà cũng bất lực theo, bỗng có hai người đi qua hắn, một người than vãn, ai, đến tận thứ 10 rồi, mà vẫn không đạt được tư cách nhập bí cảnh. Người bên cạnh liền chê bai, loại trình độ coi như ngươi, vẫn là nên tìm lão hoàng mua bí tịch nhập cảnh đi. Mặc dù bí tích của hắn chỉ có thể dùng một người một lần, nhưng một khi có nó trong tay, bất kể là ai cũng có thể đi vào bí cảnh một cách bình yên vô sự dạ bắc nghe nói vật thì lẩm bẩm mua bí tịch nhập cảnh sao hắn đột nhiên đưa tay lên cản bước người vừa rồi hỏi huynh đệ xin hỏi phải đi đâu mới có thể tìm được người bán bí tịch nhập cảnh người kia cũng rất trượng nghĩa anh ta chỉ tay về một hướng nói ngươi hỏi lão hoàng sao đi thẳng hướng này rẽ trái rồi lại rẽ phải rẽ trái là có thể tìm thấy hắn dạ bắc đi về hướng người nọ chỉ ở cuối góc có một nơi rất nhiều người tụ tập một tiếng hét vọng lại hắn chỉ còn duy nhất hai quyền người trả giá cao sẽ thắng à đúng rồi hắn không muốn linh thạch mà chỉ đổi kỳ chân dị bảo chỗ đám đông lão hoàng ngồi vất vẻo trên ghê xung quanh vô số người thi nhau trả giá phi vân các chúng ta nguyện ý dùng một bình long đan để đổi kim quang tông ra giá một thanh thượng phẩm thành khí vọng nguyệt yêu hồ nhất tộc nguyện ý xuất ra 10 thiên tài địa bảo phẩm chất huyền phẩm trở lên trong đám đông dạ bắc thầm xác nhận xem ra chính là chỗ này lão hoàng hai tay chống đằng sau đầu cười thầm nếu lần này có thể đổi được đại bảo bối nào đó nhất định đại nhân sẽ trọng thưởng cho ta lão ta đảo mắt chợt chú ý đến dạ bắc liền chỉ tay vào người hắn nói tiểu tử Ta thấy ngươi rất thuận mắt, nói đi, có đồ gì để đổi, nếu ưng ý ta, bí tịch sẽ là của ngươi. Những người khác nghe vậy bắt đầu dị nghị, thôi đi, một tên tiểu tử vất mũi chưa sạch như hắn, nếu hắn thực sự đổi được bí tịch, chúng ta liền không ngại giết người cướp của. Trái với suy đoán mọi người, Dạ bác nhất miệng nói, rất xin lỗi, ta không thể mua đồ vật không rõ lai lịch. Lão Hoàng nghe thế thì hứng thú, bật dậy hỏi, ái chà, khẩu khí không nhỏ, may cho ngươi là con người ta rất coi trọng cái nhìn, nếu không đã sớm lấy mạng ngươi, nói, ngươi muốn biết lai lịch gì? Dạ bác thẳng thắn hỏi ngươi hiện giờ là ma tộc phụ thể hay là chó săn của ma tộc lão hoàng nghe thế thì chột dạ lão ta liền dương ra bàn tay với đôi vuốt dài của mình định tấn công dạ bắc nhưng ngay khi hắn chỉ vừa mới có ý định đến gần ngộ tiểu đã lập tức xuất hiện trước dạ bắc một tay đã ấn đầu lão ta dập xuống đất mặt đất dưới sức mạnh của ngộ tiểu mà cũng nứt vỡ tanh bành dạ bắc nhìn lão hoàng như nhìn run dế chế diễu ta nói này cỗ tà khí ma tộc đang bám trên người ngươi thối không ngửi nổi tỷ phỉ phỉ cũng chê bai chỉ là một tên bán đế nhỏ nhoi cũng dám động thủ với tiền bối những người xung quanh chứng kiến ai nấy đều kinh ngạc đây đây không phải ba vị đại đế của yêu tộc sao sao họ lại xuất hiện ở nơi này chẳng lẽ vị thiếu niên kia chính là già mặc yêu tôn dạ bắc nhìn lão hoàng hỏi ngươi là nhân loại nhỉ nói đi ma tộc có gì tốt mà ngươi sẵn sàng bán mạng vì chúng lão hoàng ngồi dậy một bên mặt bầm tím vì cú đấm vừa nãy nhưng vẫn huynh hoang nói ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất thả ta ra nếu ta chết ma tộc địa nhân sẽ phanh ngực mổ bụng các ngươi giống như giết một con cá dạ bắc hai mắt lóe sáng tay đưa ra khởi động chiêu thứ lạnh giọng nói quả là một con chó trung thành ngươi đã không muốn nói vậy ta đành tự mình xem ký ức của ngươi vậy dạ bác tác động chiêu thức lên người của lão hoàng khiến lão ta cả người như có thứ gì chiếm lấy mà đau đớn kêu lên một luồng khí đen từ trong miệng hắn liền thoát ra ngồi kèm theo một giọng mắng thứ vô dụng luồng khí đen tụ thành một đám trông thật dị hợm hướng tới chỗ dạ bác hỏi nhân loại chính người vừa sử dụng nhiếp hồn với hoàng tu dạ bác nhìn thứ trước mặt mình liền nhíu mày quả nhiên là ma tộc hoàng tu hoảng loạn cầu xin đại nhân mau cứu ta tên ma tộc sau khi tuôn ra từ miệng của hoàng tu lập tức tóm lấy mặt hắn nói nhiều năm qua ngươi giúp ta thu thập vô số chân bảo cũng coi như là một nô bộc tận tâm tận lực đám khi đen niệm một loại văn tự gì đó kỳ lạ hoàng tu lập tức biến mất còn hắn ta cũng mở ra một cánh cửa chuẩn bị tẩu thoát mà nói các ngươi may mắn đấy hiện giờ ta không có hứng thú chơi đùa với các ngươi ngộ tiểu nhanh chóng vọt tới muốn túm lấy đám khí đen kia muốn chạy đứng lại cho lão tôn tỷ phỉ phỉ cùng ô tả cũng chạy tới tiếp sức đại thánh chúng ta cũng giúp một tay khí đen chui vào trong cánh cửa bên trong là vô số xiềng xích xiên ngang dọc một tên ma tộc râu ria lởm nghiến răng quát ta phái ngươi giám sát hoàng tu kết quả ngươi lại gây ra mớ hỗn độn này tên ma tộc vừa chui vào lập tức báo cáo xin đại nhân bớt giận mặc dù tiểu nhân gây ra phiền phức nhưng cũng đã dụ được ba tên đại đế yêu tộc đến mời đại nhân từ từ thưởng thức tên kia nghe vậy thì hứng thú hỏi lại ồ ba yêu đế sao cùng lúc đó ba người ngộ tiểu cũng tiến vào ma tộc cút ra đây cho ta khiến giả mạng đại nhân chịu dày vò suốt hai vạn năm hôm nay ta sẽ trả lại hết cho các người Tên ma tộc kia tràn đầy sự phấn khích, hắn gầm lên, khẩu khí lớn lắm, tới đi. Một đám hắc khí chợt sông về phía ba người ngộ tiểu, một đòn mạnh mẽ giáng xuống tạo lên âm vang lớn. Ba người tiểu ngụ khó khăn tránh né, ô tả nói, cái quái gì? Ngay cả tam đại yêu đế chúng ta cũng không chống đỡ nổi tên ma tộc này. Tên ma tộc nhếch mép khinh thường nói, tam đại yêu đế to lắm à? đúng là châu chấu đá xe. Hắn ta tiếp tục công kích ba người, ngộ tiểu đấm mạnh tay xuống đất như bất lực, thì ra ma tộc mạnh đến vậy, bảo sao giả lão đầu? Một bàn tay khổng lồ nhanh chóng xuất hiện trước mặt ba người, tên ma tộc kia âm hiểm nói: "Đám các ngươi có can đảm đi điều tra tin tức về ma tộc, vậy để ta chậm rãi nói cho các ngươi biết một chút." Đúng lúc này, một chiêu thức xuất hiện, hạ lôi nghênh tiếp, ngay lập tức như phá tan xiềng xích nơi này, một đòn giáng mạnh vào bàn tay to lớn của tên ma tộc đang muốn đoạt mạng ba người ngộ tiểu kia. Dạ Bắc tiếp tục xuất chiêu, hắc diện thần nộ. Tên ma tộc hứng chịu chiêu thức, như bị xé tan ra thành vô số mảnh, hắn đau đớn kêu lên: "Kẻ nào, kẻ nào có thể khắc chế thần thông của ma tộc ta?" Dạ bác đứng nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi cảm thán, đây là thực lực của cường giả ma tộc, có thể chịu được lôi hỏa, quả thật không thể khinh thường. Tên ma tộc tay sai liền ghé tai tên đại nhân kia tố cáo, đại nhân cẩn thận, chính là hắn, dù mới chỉ là thánh nhân cảnh đỉnh phong, mà đã có cam đảm dùng kỳ dâm xảo kỹ để giằng co cùng ngài. Tên đại nhân ma tộc liền mắng, ngươi đúng là thứ ngu dốt, tên này trông vậy, nhưng lại thâm tàng huyền cơ, nhất định sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của chúng ta, tuyệt không thể để hắn sống. Thấy vị đại nhân nổi thịnh nổ, tên thuộc Hà liền hỏi, đại nhân. Chẳng lẽ ngài muốn dùng thứ đó với một tên nhân loại nhỏ bé sao? Tên ma tộc đại nhân cười lớn thừa nhận, không sai, ta nhất định phải hủy diệt nơi này. Hắn ta liền bắn một luồng ma khí về phía Dạ Bắc. Còn Dạ Bắc lúc này đang cùng hệ thống sử dụng thần thông đại đạo cộng hưởng, vong linh đại đạo, trận pháp đại đạo, kiếm chi đại đạo, kiến trúc đại đạo, tất cả cùng dung hợp. Đôi mắt Dạ Bắc chuyển sang màu xanh lam, mọi thứ hoàn thành, kiến trúc đại đạo, kim cương trụ vệ khởi động. Toàn thân hắn ngay lập tức bao phủ một lớp kim quang. Luồng ma khí kia mạnh mẽ xông tới, tấn công vào Dạ Bắc nhưng bị kim cương trụ vệ của cậu chặn lại dạ bắc đưa hai tay chân khuỵu xuống chống đỡ sắc mặt hắn hiện rõ vẻ khó nhọc mồ hôi đầm đìa chảy xuống thế giới phàm nhân rất ít có năng lượng lớn mạnh ba người ngộ tiểu ôm vết thương liền tiến tới chỗ hắn nói sư tôn để con giúp người một tay dạ bắc ngay lập tức hét lớn các ngươi tự mình chạy đi ở đây có ta kim cương trụ vệ dần xuất hiện những vết nứt vỡ ngộ tiểu do dự không dứt khoát nhưng ô tả liền khuyên nhủ hầu tử uy năng của u UH hắc thần quang này chúng ta không thể chịu được đâu dạ bắc liền hét lớn lên đều tránh ra luồng ma khí vẫn tiếp tục đánh tới mạnh mẽ không suy giảm dạ bắc liền vắt chéo hai tay cố gắng chống đỡ nhưng có vẻ như thứ đó của ma tộc mạnh mẽ hơn nó lao về phía trước xuyên cả một đoạn dài mật điện nơi đây đi tới đâu liền phá hủy cả một vùng tới đó sau khi kết thúc chỉ còn lại một mảnh đất dài toàn là đổ nát tên thuộc hạ ma tộc khinh thường chỉ nhỏ bé như thế trước uy năng của đại nhân đã hồn bay phách lạc rồi tên ma tộc đại nhân cười đáp chiêu này tiêu hao thể lực của ta quá lớn nhanh về nơi sâu trong bí cảnh. Ô Tả bay trên trời, nhìn về dư âm chiêu thức vừa rồi để lại, không khỏi hoảng sợ cảm thán, với yêu đế chúng ta, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ra mạc đại nhân khi đó, cuối cùng làm thế nào để chiến đấu với bọn quái vật này thế? Dân chúng ở thành trì này, bấy giờ mới hoảng loạn kêu la, nhanh chạy đi, uy lực này là cái quỷ gì, công kích gì vậy? Đừng nghĩ đế cấp bí cảnh cái khỉ gì nữa, mạng quan trọng hơn, đừng lại gần cửa vào bí cảnh, đúng là có ma tộc thật đó. Ô Tả nhìn cảnh tượng không khỏi nghĩ, người trong ẩn mật chi địa, không phải trốn chạy nhanh, sợ rằng cũng sẽ bị tiêu tan như thành trấn ngộ tiểu lo lắng gọi sư tôn người ở đâu ô tả liền trấn an ta nghĩ dựa vào bản lãnh của dạ tiền bối chắc không có vấn đề gì lớn phía dưới đất tại một khối đá dạ bắc ôm ngực cảm thán rất may có trí tôn ma cốt hộ thể chỉ có chút thương nhẹ lúc trước vốn nghĩ ẩn mật bí cảnh đấy đi cũng được không đi cũng được nhưng bây giờ xem ra bí cảnh này không đi không được rồi ngộ tiểu cùng tỉ phỉ phỉ ô tả đáp xuống đất cô lập tức tiến tới hỏi sư tôn người không sao rồi tốt quá cô ôm trầm lấy dạ bắc lo lắng bày tỏ con còn nghĩ người dạ bắc ôm lại cô trấn an hầu nhi à con xem thường sư phụ thế sao nói rồi hắn quay sang hạ lệnh ô tả bây giờ cô về bên cạnh già lão nói với ông ta tình hình bên này ô tả nghe vậy lập tức chắp tay nhận lệnh tuân lệnh dạ tiền bối cô hóa về nguyên hình bay đi báo tin dạ bắc tiếp tục nói với hai người còn lại ta cần đi vào trong bí cảnh để xem tình hình thế nào hai người có nội thương trên người thì ở bên ngoài tĩnh dưỡng đi ngộ tiểu không an tâm nói không cần gấp vậy chứ hay cứ chờ con và tỷ phỉ phỉ tu dưỡng xong thì cùng vào trong dạ bác đưa tay lên cầm nghĩ một lát rồi trả lời sự việc không thể chậm trễ nếu không dễ có sự thay đổi nói rồi hắn lập tức tiến vào bí cảnh một mình khi hắn đến cánh cổng thông vào bí cảnh định đưa tay qua nhưng một sức mạnh vô hình lập tức đốt cháy tay áo của dạ bắc khiến hắn phải rụt tay lại hắn nhìn bàn tay mình nghĩ thầm ma tộc có thể dễ dàng thông qua cửa vào mật cảnh để phát động công kích nghĩa là trong đó nhất định có huyền cơ dạ bắc từ tay mình xuất ra một luồng khí đen hắn đưa luồng khí ấy lên mặt rồi vuốt lấy tóc của mình. Ngay sau đó, cánh tay vừa xuất khí của hắn liền trở nên sắc nhọn, trên nửa khuôn mặt mọc ra dấu vân đen ngòm, mắt của bên đó cũng lóe lên huyết sắc. Mái tóc từ màu đỏ bỗng trở thành màu bạch kim. Dạ Bắc cười thầm, như thế này, chắc được rồi chứ? Dạ Bắc lên tiếng, "Thôi ta vào trước đây, các ngươi ở lại đây, đợi sau khi ô tả được gia mạng đại nhân đến, hãy nhờ ngài ấy phong tỏa toàn bộ bí cảnh." Thế là Dạ Bắc bèn bay vào bên trong bí cảnh. Vào tới bên trong, Dạ Bắc nhận thấy đúng như suy đoán của anh, đúng như ta nghĩ chỉ cần thay đổi ngoại hình thành hình dạng của người ma tộc thì có thể tiến vào được dạ bắc dáng vẻ suy tư thẩm mỹ. mặc dù lúc sử dụng hấp hồn với hoàng tu bị cắt ngang nhưng vẫn kịp hiểu được một vài chuyện trận đại chiến hai van năm trước ma tộc vì muốn lưu lại chủng tộc của chúng trên thế gian cho nên đã bí mật giấu đi một nhóm ma tộc vô cùng trọng yếu ở chỗ này cứ thế kéo dài cho đến tận ngày hôm nay chợt dạ bắc nhìn chăm chú thứ gì đó rồi thốt lên trí tôn ma cốt anh nhân nhó mà thẩm nghĩ chưa bao giờ thấy thứ gì có thể sinh ra lực hấp dẫn với trí tôn ma cốt mạnh đến thế này Dạ Bắc đứng dưới lòng những chồng núi đá đen mờ. Anh nhìn chằm chằm ngọn núi đó mà xác định rằng, từ lúc vào bí cảnh, ta luôn cảm thấy ngọn núi kia có gì đó không đúng cho lắm. Quả nhiên mà, rất nhanh, Dạ Bắc bay vút về phía ngọn núi mờ ám đó. Phải tìm hiểu thực hư mới được. Dạ Bắc vẫn tiếp tục bay tới ngọn núi vì linh cảm cho anh biết thứ hấp dẫn trí tôn ma cốt đang ở ngay tại ngọn núi kia. Đã gần tới ngọn núi, Dạ Bắc nhận thấy, chỗ ma tộc này ít nhất cũng phải 2 3000. Nếu để toàn bộ bọn chúng ra khỏi bí cảnh, e là hậu quả sẽ vô cùng khó lường đang lơ lửng trên không thì dạ bắc chợt hốt hoảng cái gì chỉ thấy đợi chờ anh ở dưới đó chính là đám người ma tộc và có một thứ uy áp nào đó đang thẳng đứng vụt lên điều này khiến cho dạ bắc hoang mang thư thứ uy áp này phát ra từ ngọn núi kia tự như một cấm chế ngăn không cho bất kỳ thứ gì bay đến gần đám ma tộc phía dưới đã trông thấy đa bắc chúng bàn tán với nhau ừ lại là một tên thông minh lõi thanh sơn há loại có thể để ngươi bay lên dễ dàng thế sao tên ma tộc còn lại cũng hưởng ứng trên đỉnh núi có một bia đá bất kể ngươi có là đại ma đại quỷ thì cũng phải ngoan ngoãn mà đi bộ lên thôi thế là trộn lẫn trong đám ma quỷ dạ bắc cùng bọn chúng đứng nghe lệnh của tên thủ lĩnh tên thủ lĩnh này tuyên bố những ma tộc mới tới nghe đây nếu chưa đăng ký sẽ không được phép lên núi triều bái thánh sơn đâu dạ bắc ngờ nghịch lên hỏi tên thủ lĩnh huynh đệ này ta bế quan tu luyện trong bí cảnh đã hai vạn năm không biết thế sự bên ngoài như nào xin hỏi triều bái thánh sơn là có ý gì có thể giảng giải cho ta hiểu không tên thủ lĩnh ồ lên ồ lại là một lão già đầu nữa sao nhưng rồi hắn ta vẫn giải thích cho dạ bác chỉ cần có thể tiến vào trong phạm vi nghìn mét của bia đá liền có thể cảm ngộ được những pháp tắc áo nghĩa nồng đậm mà bia đá truyền ra tên thủ lĩnh này ra sức giảng giải tiếp năm xưa sáu vị ma tộc đại đế và ma tôn leo lên thánh sơn sau đó dưới sự ảnh hưởng của bia đá mới có thể lý giải thấu đáo ma đạo dạ bác nghe đến đây thì nghĩ thầm tuy tấm bia đá ma tộc này cùng phẩm chất với thiên trì trí bảo nhưng về hiệu quả mà nói tuyệt đối là mạnh hơn rất nhiều nếu có thể đoạt về trong tay chuyến đi này nhất định là kiếm lời hơn rồi đang nghĩ nửa vời thì đâu ra một tên ma tộc tóc vàng mì tôm cầu nhau nói với dạ bắc không đủ can đảm báo danh thì cút sang một bên đi hắn ta gào lớn mắng nhiếc loại tiểu đậu nha như ngươi cũng dám mơ mộng leo lên thánh sơn sao đúng là nực cười mà thấy tên mì tôm này sỉ nhục mình dạ bắc khiêu khích lại ồ tự tin quá nhỉ vậy dám thi với ta không tên mì tôm này hí hửng đáp thi sao thi xem ai lên được đỉnh ư ha ha thú vị đấy rồi hắn cau mày ra ước định thánh sơn không dành cho ma tộc không có thực lực kẻ nào thua phải tự lăn xuống dưới nghe chưa dạ bắc không chịu nhún nhường anh cũng cau mày đáp được một lời đã định thế rồi hai người cùng leo lên đỉnh đi được vài bước thì tên mì tôm kia hụt sức hắn như bò dạp dưới bậc thang thấy thế dạ bắc không nhịn được mà trêu hắn chỉ được có thế thôi à không có thực lực thì lăn xuống đi nhỉ anh bạn mì tôm tức tuổi đáp đậu xanh huynh đệ à ngươi thật là ngưu bức người khác rồi đó dạ bắc không thèm quan tâm tên này nữa anh vẫn bám vào những tảng đá ven bậc thang mà bước dần lên vừa bước vừa nghĩ sắp đến đỉnh núi rồi chí tôn ma cốt cũng đã có thể cảm nhận được tấm bia đá kia một cách rõ rệt hơn rồi đoạn dạ bắc trợn tròn hai mắt lên vì kinh ngạc chờ đã bên cạnh bia đá anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc thầm nghĩ mà tức là tên khốn đã đánh ta hai phát cũng đang ở đây sao tên này đang vui vẻ tận hưởng cạnh bia đá hình như hắn đang hồi phục sức mạnh hắn hí hửng tự thoại cũng may ma tộc có bảo vật bia đá hỗn độn này chỉ cần không tới nửa canh giờ là ta có thể khôi phục hoàn toàn rồi dạ bắc chậm rãi bước tới gần hắn hắn ta vừa nhìn thấy anh liền nhăn nhó cáu kỉnh dạ bác đang cải trang lúc này nở nụ cười chào hỏi hậu bối xin được ra mắt tiền bối hạ ngoài mặt tươi cười nhưng bên trong dạ bác lại đang khó chịu thật đúng là oan ra ngõ hẹp mà tạm thời thăm dò tình hình trước rồi tùy cơ ứng biến vậy tên đầu đỏ kia hắn ta nhíu mày nhìn chăm chú vào phía dạ bác hắn ta khen anh có thể leo lên đến tận đây thì cũng là không phải dạng tầm thường ngươi thuộc nhất mạch tộc nhân nào vậy dạ bác hồ hởi trả lời tiền bối ta chỉ là một tán tu không có tộc mạch ạ à. Tên đầu đỏ trợn mắt đáp, không có tộc mạch sao? Đồng nghĩa với việc không có nguồn tài nguyên tu luyện ổn định. Nếu không ngươi gia nhập đế mạch của bổn đại đế ta đi, thấy thế nào? Dạ bác chậm chậm tiếp cận, anh vui tươi mà trả lời hắn. Thật là tốt quá hạ, à. không ngờ tiền bối lại muốn cưu mang một tiểu nhân vật như ta. À, có phải tiền bối đang bị thương không? Vừa hay chỗ ta có ít bảo dược chữa thương cực tốt. Đầu đỏ khách sáo đáp, bổn đế ghi nhận hảo ý của ngươi, nhưng mà thương thế của bổn đế không phải là. Chưa nói hết câu thì đầu đỏ gào lớn lên. À, ngươi hắn ta đỏ mắt trương trưng nhìn dạ bắc vì có lẽ đã biết được thân phận của anh đúng như vậy dạ bắc đã cởi bỏ lớp ngụy trang anh bắt đầu tấn công đầu đỏ trí tôn ma cốt tổng lực nhưng mà anh cũng nhận ra rằng không thể phủ nhận uy áp của tấm bia đá kia quả thật vô cùng cường đại ta phải triển khai toàn bộ trí tôn ma cốt mới có thể miễn cưỡng triệt tiêu được nó tên đầu đỏ đang vô cùng tức tối hắn ta gào lên là ngươi ngươi chính là tên nhân loại kia sau đó dạ bắc biến lại anh nói bổn cũ soạn lại vẫn dùng chiêu thức kia anh lao lên tấn công hắn. Anh nói tiếp với hắn: Có điều đối với ngươi mà nói, khoảng cách này quá gần. Chưa thức tung ra, cưỡng ép chớp mắt. Dạ bắc tiếp tục dồn ép tên đầu đỏ. Lúc trước khắc hỏa của ta không thể đả thương nổi căn cơ của ngươi. Sau đó anh tung ra đòn chí mạng. Giờ hãy nếm thử cái này xem nhé. Tên đầu đỏ đau đớn mà thét lên. À, miệng hắn mở to như có thể nuốt chửng được gấp trăm lần cơ thể dạ bắc vậy. Hắn ta nhất quyết không bỏ cuộc. Hắn ta hét lớn: Đồ sâu bọ, muốn giết ta sao? Ngươi còn chưa đủ bản lĩnh đâu chỉ thấy hàng trăm thứ tấn công dẹt dẹt vào trong miệng hắn ta rồi hắn ta phình to ra dạ bắc vẫn tấn công hắn dạ bắc nói đều hắn ồ vì không muốn bị thiêu chết nên cưỡng ép tự bạo sao chợt dạ bắc phải câm nín ơ ừ không không là là tự bạo rồi tên đầu đỏ kia bắt đầu phản công thiên ma phệ hồn tất cả những gì mà dạ bắc tấn công cho vào trong người hắn thì giờ hắn xả ngược lại liên tiếp những viên đạn đó bay ra với tốc độ siêu nhanh tấn công ngược lại dạ bắc tên đầu đỏ hà hê sâu bọ nhân loại chiêu này ngươi cản không có nổi đâu Dạ Bắc vẫn cố gắng né từng viên đạn kia. Cái miệng của tên đầu đỏ há rộng ra, chuẩn bị nuốt chừng Dạ Bắc. Ta sẽ ăn sạch ngươi từ trong ra ngoài. Dạ Bắc lấy tay chống đỡ. Xoạt xoạt, những thứ đạn kia bay ngược ra quét qua cơ thể anh. Rồi, Dạ Bắc dùng một mắt, trừng lên nhìn tên đầu đỏ. Anh hơi hoảng khi cái miệng của hắn mở ra. Có lẽ vậy, những viên đạn chứa ma khí kia đang xâm lấn cơ thể của Dạ Bắc. Tên đầu đỏ hả hê chế giễu anh. Cảm giác bị ma tộc xâm chiếm cơ thể như thế nào hả sâu bọ nhân loại kia có phải giống như đang bị ngàn ngàn vạn vạn con kiến cắn xé cốt tủy không hả ha 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 dạ bắc bình tĩnh đáp lời không sai ta đã đau đến không muốn sống nữa rồi bất quá cũng phải cảm ơn ngươi thôi dứt lời trí tôn ma cốt thiếu đốt tự thân dạ bắc đang dùng trí tôn ma cốt để đẩy toàn bộ ma khí trong cơ thể ra ngoài tên ma nhãn đầu đỏ hết sức kinh ngạc cái gì vậy không không thể nào dạ bắc như cá gặp nước anh nhanh chân di chuyển tới gần mà đưa tay ra chuẩn bị kết liễu đầu đỏ anh nói với hắn ta rốt cuộc thì ngươi vẫn không thể nhận ra hắc hỏa này căn bản không phải là hội tụ linh khí rồi phóng xuất mà nó xuất phát từ chính trí tôn ma cốt của ta đó ha ha dạ bắc đã tóm được hắn anh nói tiếp thiếu hiểu biết chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại của người tên đầu đỏ ma nhãn gào thét trong đớn đau hắn ta đang bị thiếu đốt a không thân phách của ta không thể đừng không thể thiếu đốt được một lát tên đầu đỏ đã tiêu tan theo mấy khói nắm chặt bàn tay dạ bắc chỉ thả nhẹ câu hôi phi yên diệt đi sau đó dạ bắc đầy tự tin nhìn bia đá cuối cùng thì không còn ai cản trở ta nữa rồi có hỗn độn bia đá nhiệm vụ rèn luyện ra 108 đồ đệ cấp đế coi như đã nằm trong tầm tay dạ bắc đứng yên trước bia đá cao sừng sổ anh bước từng bước lại gần nó đất đá vụn vỡ dưới chân anh anh toát mồ hôi vì biết rằng càng đến gần uy áp càng mạnh lên dạ bắc vẫn không lùi anh tiếp tục bước tới tay anh chống xuống nền đất dạ bắc đã ngã khuỵu xuống nhưng anh vẫn gắng sức dù anh biết cho dù có trí tôn ma cốt thì cũng phải tốn rất nhiều sức mới có thể tiến lên từng chút một Thế rồi anh nghe thấy âm thanh kỳ lạ, có hai tên nào đó đang nói chuyện với nhau. Một tên ma tộc lên tiếng, vừa rồi là âm thanh của ma nhãn sao? Chẳng lẽ phía bên trên bia đá đã xảy ra chuyện gì rồi? Tên còn lại đáp, không biết nữa, qua đó xem một chút đi. Thành Sơn Triều Bái là sự kiện thăng đế quan trọng của chúng ma tộc, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề nào được. Dạ Bắc đã nhanh chóng nhận ra, khí tức này là của hai tên ma đế. Thấy Dạ Bắc đang khuỵu trước bia đá, hai tên ma đế hồn nhiên thắc mắc, "Hả? Sao lại có tên nhân loại ở đây vậy? Bất ngờ quá." tên ma nhãn đi đâu mất tiêu rồi dạ bắc bần thần mà nghĩ hỏng rồi giờ có muốn giả dạng ma tộc cũng đã quá muộn hai tên ma đế đưa mắt tìm kiếm chung quanh tìm kiếm một lượt bốn mé xung quanh bia đá thế rồi tên ma đế mắt xanh cất lời có vẻ như tên ma nhãn yếu đuối kia đã bị ngươi giết rồi hả tên ma đế mắt đỏ thì dương cung ra sẵn sàng tấn công dạ bắc hắn ta nói tranh xa khỏi bia đá mau nhanh thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống bằng không thì mũi tên vừa bắn tới đã bị dạ bắc tóm gọn trong lòng bàn tay thế rồi liên tiếp là những mũi tấn công của ma đế mắt đỏ và chiêu thức tấn công của ma đế mắt xanh chỉ thấy tiếng nổ rền vang trên không điều này cũng khiến cho dạ bắc vài giây ngỡ ngàng anh nhìn mà hơi e dè nghĩ uy lực này đây là hắn bắn hai phát đạn hạt nhân sao trời dạ bắc nhìn về phía hai con ma đế mà tự ý thức được hiện giờ ta cùng lắm cũng chỉ đối phó được với một con ma đế nếu chúng mà cùng ra tay e là sẽ lành ít giữ nhiều rồi nhưng mà dạ bắc đã ánh lên sự quyết tâm không giờ không phải là lúc so đo hậu quả trực tiếp giải quyết trước đã đương lúc chuẩn bị nghênh chiến thì hệ thống hiện cảnh cáo cảnh cáo hệ thống dự đoán ký chủ có ý đồ cưỡng chế sử dụng đại đạo cùng hưởng khi vẫn đang trong thời gian hồi chiều cảnh cáo nếu còn tiếp tục thực hiện sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng trong suốt một tuần dạ bắc bỏ ngoài tai sự cảnh báo này anh quyết tâm xông lên lực chi đại đạo ra là dạ bắc xông lên để nhổ bia đá hay hay có vẻ bia đá quá nặng so với sức của anh tên ma đế tóc đỏ nhìn mà tức a à, nhìn kìa lão đại chẳng lẽ hắn muốn nhổ hỗn độn bia đá lên sao dạ bắc khí hửng đáp lời không sai đúng như ngươi đang nói đó thế là tên ma đế mắt đỏ bắn tên hắn gào lên ngươi đừng có hòng mũi tên lao vút về phía dạ bắc dạ bắc vẫn bình tâm ừ mũi tên của ngươi căn bản là không thể đả thương được ta đâu dạ bắc vẫn cố gắng nhấc bia đá hỗn độ lên còn mũi tên đỏ vẫn đang lao vụt về phía anh cả mấy mũi tên khi đến thân thể của dạ bắc đều bị khựng lại thế rồi mấy mũi tên này đều bị rơi xuống nền đất thấy thế ma đế mắt xanh đằng đằng sắc khí mà bất lực ta quên mất càng đến gần bia đá thì uy áp càng mạnh hắn ta nói với ma đế tóc đỏ lão cung xem ra tên này rất biết cách đối phó với hệ tấn công viễn trình như ngươi và ma nhãn vẫn là để hệ cận chiến như ta tiếp hắn đi lão cung đồng ý được rồi vậy ta đi gọi tam đại ma đế khác hôm nay tuyệt đối không thể để hắn mang hỗn độn bia đá đi được dứt lời lão đao cột cột bước chân lao đến hắn giơ thanh gươm lên chuẩn bị chém dạ bắc tên tiểu tử một đao này ta sẽ chém ngươi thành hai mảnh dạ bắc không thèm quan tâm vẫn gắng sức nhấc bia đá lên mau lên cho ta tiếng gào lớn của dạ bắc vang lên cùng với đó là bia đá đã bị bật lên tên lão đao vung đao ra chạm vụt vụt cơ mà chẳng trúng người dạ bắc dạ bắc đã nhấc được bia đá lên thì vội tháo chạy anh còn trêu ngươi tên ma đế xanh hẹn gặp lại nha quý ngài ma đế lão đao ở lại tức giận thách gào ngươi trời ơi ngươi còn muốn chạy sao chỉ thấy dạ bắc cưỡi theo bia đá vù vù vu hồ lao về phía trước dạ bắc cưỡi trên bia đá mà nghĩ mượn nhờ lực quán tính này nhất định sẽ có thể vọt tới của vào của bí cảnh trong chốc lát thấy bia đá lao vùng vụt tới đám người ma tộc hốt hoảng mà kháo nhau mau tránh ra có cái gì đang lao xuống núi kìa ung dung tự tại dạ bắc mừng thầm uy áp của bia đá là rất mạnh tên ma tộc kia chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp ta được rất nhanh đã gần lao ra phía khe cửa bí cảnh phía bên ngoài cửa bí cảnh mọi người đang vô cùng chờ mong ô tả sốt ruột ta đã mời được già mạc đại nhân tới dạ tiền bối còn chưa ra ngoài sao già dạ mạc đại nhân rất nghiêm nghị mà theo dõi chờ giây lát thấy bia đá cùng dạ bắc bay ra ngoài cửa bí cảnh chỉ thấy dạ bắc dùng tay xoắn lại rồi lại thu vào dạ bắc đáp xuống phía trước giả mạc anh cung kính nhờ giả mạc đại nhân ngài đến rồi giả lão phiền ngài phối hợp cùng ta phong ấn lối vào của bí cảnh này lại giả mạc đồng ý được về trận pháp phong ấn thì ta có biết một chút thế là dạ bắc cùng giả mạc bắt đầu thi triển trận pháp để phong ấn của bí cảnh dạ bắc nói với giả mạc tổ quy trận pháp của giả lão kết hợp với một phần uy áp mà ta bóc ra từ bia đá nhất định sẽ càng thêm vững chắc phía bên trong lão cung hốt hoảng không xong rồi lỗi vào bí cảnh sắp bị chặn lại hoàn toàn rồi lão đao đáp gấp gáp ta biết mau ngăn bọn chúng lại rất nhanh dạ bắc đã phong cửa bí cảnh một cái uỳnh uỳnh tiếng va đập mạnh vang lên hai tên lão cung lão đao bị va chạm thì tức tối á à, há. u là trời đậu xanh thấy không thể cản ngăn được lão đao sợ hãi hỏi nhỏ lão cung lão cung này không biết lần này ma tôn có làm thịt chúng ta không nhỉ lão cung run rẩy đáp đừng có nói nữa mau tranh thủ thời gian nghĩ cớ thoái thác đi nhìn vào cửa bí cảnh gia mạc đại nhân vui mừng nói tốt rồi cứ thế này thì cho dù là nhân vật cấp đế tôn cũng khó có thể phá vỡ mà ta rất tò mò rốt cuộc tiểu hữu ngươi ở bên trong đã gặp phải những chuyện gì vậy dạ bắc bèn đáp đại khái là bên trong có một tên ma tôn tụ tập được mấy ngàn ma tộc và sáu tên ma đế dưới trướng tin tốt là một trong sáu tên ma đế đã bị ta tiễn luôn xuống địa ngục rồi tất cả mọi người nghe xong thì đồng loạt tỏ ra cảm thán cái gì ngài đã tiêu diệt được một tên ma đế rồi sao gia mạc đại nhân tiếp lời dạ tiểu hữu này lão hủ nơi này xin bày tỏ lòng cảm kích nếu hôm nay tiểu hữu không quản sông pha nguy hiểm thì ma tộc ắt sẽ thành mối họa lớn dạ bắc khiêm tốn già dạ lão quá khen rồi là việc ta nên làm mà thôi